Ngày xưa có một gã nghèo sơ sát, hắn làm việc rất cần cù chăm chỉ, giúp đỡ mọi người làm việc nặng nhọc, nhưng họ trả tiền công cho hắn rất ít, chỉ đủ cho hắn sống tạm qua ngày. Một hôm, hắn muốn sắm thêm cho mình một bộ quần áo, hắn cũng phải chi tiêu rất dè sẻn, ra sức làm việc, dành dụm một thời gian dài, hắn mới tạm đủ mua cho mình một bộ quần áo vải xấu. Bỗng một ngày, có một người bà con xa đến nói với hắn: "Vì sao anh mặc y phục vải xấu thế này?" Hắn đáp: "Y phục vải xấu có gì là không tốt, chỉ do tâm phân biệt vải xấu, vải đẹp mà thôi. Anh không muốn mặc y phục đắt tiền và cuộc sống sung sướng sao?" "Tất nhiên là muốn rồi, nhưng làm bằng cách nào?" "Số phận tôi như vậy, anh có biện pháp gì không?" "Không, anh là hậu duệ của hàng quý tộc, chỉ cần anh chịu cầu thần thì thần sẽ ban cho anh cuộc sống sung sướng." "Cầu bằng cách nào?" "Anh đem bộ y phục vải xấu này đốt đi, chí thành cầu thần thì sẽ ban cho anh một bộ y phục đắt tiền xinh đẹp, lại ban cho anh cuộc sống hạnh phúc, thần sẽ ban cho anh toại nguyện." Gã nhà nghèo tuy cuộc sống túng thiếu nhưng không đến nỗi khó khăn lắm, hắn bằng lòng cuộc sống hiện tại. Nhưng khi hắn nghe người bà con xa dụ dỗ, liền hy vọng niềm tin mộng đẹp giàu sang. Vì thế hắn nhờ người bà con chủ trì nghi thức cầu thần, đem đốt bộ y phục vải xấu và chí thành cầu nguyện. Cho dù hắn cầu lại sói đầu, y phục vải đẹp vẫn không xuất hiện. Sau đó hắn hối hận nói: "Tại sao ta lại ngu si như thế này, đem đốt y phục của mình để cầu thần ban cho hạnh phúc và y phục đẹp, nhưng lại mù mịt không biết thần ở đâu." Bài học đạo lý. Đây là câu chuyện thí dụ, người nghèo khổ là chỉ cho hàng phàm phu chúng ta. Y phục vải xấu giống như cuộc sống cực khổ. Mặc dù y phục vải thô xấu, nhưng gã nhà nghèo phải khổ công làm việc rất lâu mới sắm được nó. Hiện tại con người tuy khổ cực, nhưng đời quá khứ cũng có tu các căn lành mới có thể được thân người. Nếu như chúng ta không nương vào thân này, cố gắng tu pháp xuất thế, thoát khỏi sinh tử mà tạo các ác nghiệp, làm cho nhiều đời sau chịu đau khổ vô cùng, cho đến sinh tử luân hồi không dứt, thì chẳng phải là kẻ ngu si hay sao? Đức Phật dạy, trồng nhân không chân thật thì gặt quả đều công. Tất cả mọi việc có nhân thì có quả, nhân chánh thì kết quả chánh, nhân tà thì quả tà. Cho nên khi chúng ta làm việc gì hay nói điều gì phải chú ý nhân chánh mới là đạo lý làm người. Thí dụ, hàng ngày chúng ta làm việc có chánh đáng không? Lời nói có dối gạt, thêu dệt, lừa đảo, vân vân. Do đó, chúng ta biết được quả báo tương lai như thế nào. Cho nên, mỗi việc ở thế gian có họa, có phúc, có khổ, có vui đều do nhân quá khứ mà chiêu cảm quả báo hiện tại. Nói theo tín ngưỡng, chúng ta tin theo vị thần nào thì cảm ứng với vị thần đó, tương lai cùng loại với vị thần đó. Giống như chúng ta tin theo những vị thần như thần đá, thần cây, vân vân, thì tương lai phần đông cùng loại với vị thần này, hoặc làm thuộc hạ của thần, tuyệt đối không thể vượt hơn thần này. Chúng ta đốt hàng mã, tiền bạc cho quỷ thần, những thứ này con người không dùng được, vậy quỷ thần có dùng được không? Nếu dùng được thì quỷ thần này cũng là loài thấp hơn người, bằng không thì gạt mình, gạt quỷ thần, tương lai cũng bị người gạt lại, lúc đó làm kẻ căm nuốt hoàng liên. Vì thế, bất cứ việc gì chúng ta cũng phải dựa theo lý trí để phán đoán đúng sai, không thể ai nói sao nghe vậy. Người ta bảo sao chúng ta làm theo như vậy, chẳng những là mê tín mà còn cuồng dại ngơ ngơ. Thứ 30, tham thì thâm. Lời dẫn: con người sinh ra ở đời, bất luận là người giàu sang hay nghèo hèn, từ bậc lãnh tụ nguyên thủ quốc gia giàu có nổi tiếng, cho đến kẻ binh lính, người buôn túng bán bưng, người không có đất cắm dùi, đều có khuyết điểm và không thể nào tất cả mọi việc đều như ý muốn. Tất cả chúng sinh đều có lòng tham, vừa sinh ra đã có đầy đủ. Lòng tham này tham không biết chán, càng nhiều càng tốt, đúng là lòng tham không đáy. Cổ đức có nói một bài thơ: lương vũ ngất ngưỡng con trời,
quyền cao danh hiển còn đòi thành tiên. Thạch Sùng kho đụng đầy tiền, biển xanh muốn biến ao điền thêm tươi. Tây Thi diễm lệ rạng ngời, soi gương hiệu nổi trên đời kém sinh. Bành Tổ tuổi thọ 800, muốn còn sống mãi nghìn năm chưa vừa. Cho nên có người có mà bằng lòng với những gì mình có. Lòng tham cũng có tham thiện, tham ác, tham chánh, tham tà, hoặc tham chánh đáng, chỉ cần không trở ngại đạo đức và cuộc sống của chúng ta. Nhưng có người vừa thấy những thứ mình thích thì trong tâm thôi thúc phải tìm cho bằng được. Nếu tìm không được thì họ dùng mọi thủ đoạn, bất kể phạm pháp luật, phải có cho bằng được. Do đó tất cả ác nghiệp cũng từ đây mà gây nên. Chúng tôi nói cách khác, tiết kiệm là một đức hạnh tốt của con người. Nếu người keo kiệt không chịu giúp đỡ người khác và bản thân mình cũng không dám ăn mặc thì trở thành kẻ nô lệ giữ tiền của. Mặc dù tiền của làm cho con người sung sướng hạnh phúc, nhưng cũng khiến cho con người bị sa đọa và chuốc lấy đau khổ. Có người giàu nứt đố đổ vách mà còn dòm ngó của cải người khác. Có người nghĩ có tiền để ra tiền nên dùng cách cho vay nặng lãi. Có người lừa đảo trộm cắp của người khác. Có người muốn chiếm lấy của người khác làm của mình. Tóm lại, vì muốn có tiền của mà con người phải chịu nhiều đau khổ. Vì muốn có được nhiều của cải nên có người sống chi tiêu tiết kiệm mà được. Có người nhìn ăn nhìn mặc dành dụm từng đồng tiền cắt. Có người dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo mà có được. Có người tạo các ác nghiệp mà có được. Thế gian này không có chuyện không lao động cực nhọc mà có của cải. Do đó khi làm việc gì chúng ta phải nghĩ đến hậu quả của nó. Ngày xưa có một người ở vùng nông thôn, tính tình chất phác thật thà. Thường ngày hắn sinh sống bằng nghề chăn dê. Nhờ hắn biết cách nuôi chăm sóc dê nên thời gian không lâu bầy dê sinh con đẻ cái rất đông. Hắn lại gặp thời ăn nên làm ra, trở thành một người giàu nhất địa phương. Mặc dù hắn có rất nhiều tiền nhưng lòng già rất hẹp hòi keo kiệt, bản thân không dám ăn mặc, cũng không giúp đỡ cho người nghèo khổ, cho nên mọi người gọi hắn là trùm sò keo kiệt. Một hôm có một tên lừa đảo, gã chuyên đi lừa gạt rất nhiều người, nên tìm cách tiếp cận tên chăn dê, giả vờ thân thiện nói: "Này anh, chúng mình là bà con xa nên chúng ta có tình cảm rất sâu đậm. Hiện nay anh là người giàu có nổi tiếng, nhưng còn thiếu một điều quan trọng." Tên chăn dê hỏi: "Tôi thiếu điều gì?" "Anh thiếu một người vợ trẻ xinh đẹp có đức hạnh." Nghe tên lừa đảo nói như thế, hắn chợt thấy đúng thật. Từ ngày hắn chỉ lo gây dựng sự nghiệp, nay cuộc sống đã sung túc, không thể không có một người vợ để quán xuyến việc trong nhà, và tương lai còn phải có con cái để nối dõi tông đường. Hắn bảo tên lừa đảo: "Này anh, không biết anh có cách gì giúp tôi cưới được cô vợ trẻ hiền thục thông minh không?" Tên lừa đảo hớn hở nói: "Tất nhiên là được rồi, hôm nay tôi đến đây vì việc này. Anh có chắc tìm được cô gái như tôi đã nói không?" "Tôi tìm được rồi. Ở xóm dưới có một thiếu nữ rất xinh đẹp, hiền thục đoan trang, lại có đức hạnh tốt, làm vợ anh rất thích hợp." "Có thật không?" "Đương nhiên là thật rồi." Gã chăn dê nghe gã nói rất hài lòng, vui mừng khôn xiết hỏi: "Vậy hoàn tất việc hỏi cưới này chi phí khoảng bao nhiêu?" Tên lừa đảo nói: "Tất nhiên tiền càng nhiều thì khả năng thành công càng cao, anh càng nổi tiếng." Xưa nay tên chăn dê là trùm sò keo kiệt, nhưng lần này hắn hào phóng dùng tài quá tráng, đưa cho tên lừa đảo một số tiền rất lớn. Hắn hy vọng việc này tốt đẹp nhanh chóng. Trải qua vài ngày, gã lừa đảo đến nói: "Cô gái này đã đồng ý kết hôn với anh rồi, nhưng anh phải chi thêm một số tiền để làm lễ đính hôn." Hắn lại đưa tiền cho gã để làm lễ hỏi vợ. Từ đó hắn cứ lâng lâng vui sướng bay bổng, quên ăn bỏ ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến cô vợ trẻ xinh đẹp hiền thục. Vài ngày sau, tên lừa đảo lại đến nói lễ đính hôn đã xong, chuẩn bị lễ kết hôn. Trước tiên phải mua căn nhà xinh xắn. Hắn lại đưa cho gã một số tiền. Trôi qua vài ngày, gã lại đến đòi tiền để mua đồ trang trí nội thất. Hắn lại đưa tiền cho gã. Sau vài ngày nữa, hắn lại đến bảo cô dâu muốn của hồi môn, xin hắn cho một số tiền. Hắn lại giao tiền cho gã. Tên lừa đảo gạt được một số tiền khá lớn rồi chuồn mất. Gã chăn dê cứ mãi trông ngóng đợi chờ. Năm tháng trôi qua, tài sản của hắn bị gã lừa đảo lấy sạch mà chẳng thấy cô dâu. Hắn mới hiểu rõ đạo làm người.
bài học đạo lý. Việc tốt thì keo kiệt, lại đem tiền của gom góp khổ nhọc cả đời đưa sạch cho gã lừa đảo. Đây có phải là kẻ thông minh không? Tham của rẻ là bệnh rất nặng của loài người. Qua lại với bạn bè thì mong cho họ tặng quà cáp. Khách có tiệc mời thì mong có nhiều người mời ta. Công nhân tham lam lấy trộm vật liệu, làm việc qua loa. Kẻ lười lao động lại mong người trả tiền công nhiều, muốn nhiều người khác giúp đỡ ta, vân vân. Người sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng không mong cầu họ đền đáp lại thì rất ít. Phần đông mọi người đều muốn bỏ ít mà được nhiều. Do đó mà đưa đến sự tranh chấp lợi lộc, lừa đảo, gạt gẫm ngày càng đông. Những người nhận chút ân huệ của người thì sau đó mới trả lại nhiều hơn. Cho nên vô tình có người rơi vào dòng xoáy năm dục, tính toán, làm được lợi một chút, dần dần cũng hạ thấp nhân cách, trở thành kẻ tiểu nhân ở thế gian. Có người đến thế gian này là trả nghiệp. Đức Phật dạy, nghiệp không nặng, không sinh ta bà. Vì thế, làm người phải làm việc để trả mới tiêu nghiệp, cũng có thể là trả nghiệp. Nhân cách đạo đức cũng sẽ từ từ nâng cao. Kẻ hám của rẻ dần dần sa ngã, tốt hay xấu ở trong một niệm. Tương lai khổ hay vui lại khác nhau một trời một vực. Thứ 31. Con lừa đập đồ sứ. Lời dẫn: chúng ta xây cất một căn nhà lầu cao lớn, chẳng những tốn rất nhiều tiền của mà còn tốn rất nhiều công sức cực khổ mới hoàn thành được. Nhưng chỉ cần một cơn động đất hay bão lụt sạt lở thì trong thoáng chốc bị sụp đổ tan nát. Lẽ nào không uổng phí công sức nhiều năm cực nhọc và của cải? Như người nào có khả năng ngăn chặn được thiên tai? Hay khi xây dựng nghiên cứu tỉ mỉ làm sao cho nhà kiên cố an toàn thì khỏi lo? Nhưng có một người rất giàu sang, ông ta cũng chất giả làm lụng suốt mấy mươi năm, chi tiêu tiết kiệm, tích góp từng đồng mới trở nên giàu có. Nhưng khi ông ta bị chết bất đắc kỳ tử, tất cả tài sản, danh lợi khác nào như mộng huyễn, bọt nước. Vậy người nào có khả năng ngăn chặn khi tử thần đến? Chỉ có tu hành tích đức mới là tài sản nhiều đời, nhiều kiếp, xài không hết. Suốt một đời người, lúc còn nhỏ lo đi học để trau dồi kiến thức, rồi học nghề lại phải cực khổ làm việc nếm trải mùi thất bại, tích góp của cải mới có nền tảng sự nghiệp vững vàng. Một ngày nào đó làm ăn thất bại, phá sản, uổng phí cực khổ cả một đời thì người này đau khổ biết bao. Họ trách số phận kém may mắn hay trách ông trời không giúp đỡ? Bạn muốn trách, vì sao không trách ác nghiệp của mình ở đời trước hay đời này quá nặng? Hoặc trách tự mình không có trí huệ mới dẫn đến sự việc sai lầm? Ngày xưa, có một bà La Môn muốn tổ chức bữa tiệc để đãi bạn bè thân thuộc và những người hàng xóm. Nhưng trước khi đãi tiệc phải chuẩn bị rất nhiều khâu. Ông ta chuẩn bị một số tiền lớn tìm mua những món ăn chật lạ, mời đầu bếp giỏi và cả bàn ghế, chén tách và che rạp vân vân. Tất cả mọi việc phải chuẩn bị đầy đủ. Ông gọi tất cả người hầu đến để phân chia công việc. Trong đó, ông chia một người hầu phụ trách công việc chuẩn bị mua chén dĩa, ly tách. Hắn liền đi thăm hỏi lò làm đồ sứ. Khi hắn đến nhà người thợ gốm thì thấy chủ nhà đang buồn rầu khóc lóc. Tên hầu vội bước đến hỏi: vì sao ông buồn khóc vậy? Người thợ gốm đáp: tôi đã tốn thời gian suốt 5-6 năm ròng rã mới làm được đồ dùng nhiều như thế. Hôm nay đem chất trên lưng con lừa chở ra chợ bán, không ngờ bị nghiêng rớt đồ xuống, con lừa đập bể sạch tan tành. Làm sao tôi không đau buồn? Trái lại, tên hầu cho rằng con lừa này rất tài giỏi. Người thợ gốm phải tốn thời gian suốt 5-6 năm làm được số đồ sứ này mà nó chỉ đập phá nát trong chốc lát. Nay ta mua dắt con lừa này về làm việc rất nhanh, chẳng phải giảm bớt công sức của nhiều người. Vì thế, hắn liền mua con lừa dắt về nói với bà La Môn: thưa ông chủ, con lừa này rất tài giỏi nên con mua về. Nó có khả năng làm việc rất nhanh, đỡ tốn công sức của nhiều người. Bởi vì chỉ trong chốc lát nó đập hết đồ sứ mà người thợ gốm phải tốn công sức suốt 5-6 năm. Bà La Môn nghe hắn nói, liền nói giận quát: thằng ngốc này, thiên hạ làm nên cơ nghiệp phải tốn công sức cực khổ rất nhiều và tốn thời gian rất lâu mới được thành công. Phá hoại và thất bại chỉ cần trong thoáng chốc.
huống gì con lừa này đâm bể hết đồ dùng, chẳng lấy được một cái chén nào. Người mua nó chắc về làm gì? Ông Bà La Môn vì không có chén, đĩa nên không tổ chức đãi tiệc được. Bài học đạo lý. Câu chuyện này là nói lên rất nhiều người giàu có muốn làm công đức, làm việc thiện nhưng lại sợ tốn nhiều tiền, hoặc do nhiều nhân duyên điều kiện không thích hợp như không biết làm việc đó có công đức không, làm thế nào mới có công đức, lại nghĩ người kia có thật sự làm việc thiện không. Khi gặp được cơ hội làm việc thiện thì không có tiền, lúc có tiền thì không có cơ hội, vân vân. Những lý do đó đều không thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Có người suốt đời phát tâm cúng dường ngoại đạo, nhưng vì ngoại đạo không chú trọng tu hành nên cúng dường họ cũng không có công đức. Lại có người bề ngoài hiện vẻ tu khổ hạnh, nhưng lại ham ăn lười biếng, lúc có tiền đam mê cờ bạc hay nhậu nhẹt, cặp bồ với cái đẹp, ăn chơi trác tán, vân vân. Bạn bố thí cho họ thì khác nào giúp họ tạo nghiệp, vậy có công đức không? Mỗi người ở thế gian muốn tạo dựng sự nghiệp đều phải trải qua thời gian dài, nỗ lực làm việc, nếm mùi thất bại, tích lũy kinh nghiệm mới được thành công. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta là ăn, mặc, ở, đi lại, một việc vô cùng vất vả đối với mọi người, phải không? Bởi vì bạn xây được ngôi nhà, trước phải mua mảnh đất, rồi sau lo đi làm dành dụm xây cất, lại lo chuyện ăn cơm áo mặc cho cả nhà là việc khổ cực nhiều năm. Còn phải tính chuyện dành dụm chi tiêu tiết kiệm, tích góp từng đồng để phòng thân. Nhưng không may, một trận bão to, một ngọn lửa vô tình, một trận lũ ập đến hay cơn động đất, thì trong chốc lát bạn liền trắng tay. Cho đến tốn của vì con ăn chơi đua đòi, trộm cắp, đất nước loạn lạc chiến tranh đều có thể ba đời bạn tích góp hết sạch trong thoáng chốc. Người đời tạo lập sự nghiệp khó khăn như vậy, hủy diệt rất dễ dàng. Vì sao chúng ta không tạo dựng tài sản mà nhiều đời nhiều kiếp dùng không hết? Đó là tu hành tích lũy công đức. Chuyện thứ 32. Gã bán giải trộn vàng. Lời dẫn. Bản chất con người có tính thiện hay làm việc thiện một chút thì sợ mọi người không biết. Còn có tính ác, làm việc ác thì sợ mọi người biết được. Cho nên họ luôn che giấu. Bình thường chúng ta không thấy được. Chỉ khi có cơ hội thì tính xấu, việc làm xấu mới lộ ra. Tính thiện cũng như vậy. Con người vốn có hai mặt, tính thiện và tính ác. Chỉ khác nhau tính thiện nhiều hay tính ác nhiều mà thôi. Nếu như có người hoàn toàn chỉ có tính thiện, không có tính ác, là bậc thánh nhân rồi. Còn nếu hoàn toàn là tính ác, không có tính thiện, thì đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Làm người là có nửa thiện, nửa ác. Vì thế, chúng ta học thánh hiền, học Phật, thân cận thiện tri thức là việc rất quan trọng. Ngày xưa có hai người bạn thân nhau, thường đi buôn bán ở phương xa. Một người bán giải, một người bán vàng. Một hôm họ đến bán ở thôn quê. Trong thôn có một người muốn mua vàng, nhưng không biết vàng giả hay thật. Tục ngữ có câu: vàng thật không sợ lửa thử. Người mua vàng yêu cầu đem lửa nấu thử vàng mới chịu mua. Do đó họ liền ôm củi chất lại đốt lên, đem vàng bỏ trong lửa. Nếu muốn vàng chảy ra thì phải đợi một khoảng thời gian. Người mua vàng và người bán vàng đều đợi rất lâu. Người bán vàng vào nhà vệ sinh đi tiểu, người mua vàng vào trong nhà ngồi uống nước. Lúc này gã bán giải thừa cơ hội lén gấp vàng ở trong đống lửa, rồi vội vã bỏ vàng nhét vào trong giải. Người bán vàng đi ra,
hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chờ cơ hội chuồn lẹt. Nhưng vàng bọc trong giải bốc cháy lên, hắn bị bắt ngay tại trận. Chẳng những hắn không lấy trộm được vàng mà giải cũng bị cháy sạch. Người đời thường vì ham lợi mà bị che mờ tâm trí, làm những việc thật ngu ngốc. Bài học đạo lý: Phật pháp dụ như vàng. Ngoại đạo không biết phương pháp tu hành của Phật pháp, cũng không nương theo pháp mà tu hành giữ giới. Họ chỉ lấy danh từ của Phật pháp rồi đem sửa lại, hoặc lén học theo nghi thức rồi cho là đạo của mình. Họ đem ra tán tụng ở đạo tràng, chẳng những không phù hợp đúng cách thức mà còn chẳng ra giống gì, chỉ giả làm hình thức mà thôi. Họ không biết được sự cao quý của Phật pháp ở đâu, cũng tự đánh mất lập trường của mình. Chẳng phải như người bán giải trộm vàng hay sao? Trong tâm mỗi người đều ẩn chứa tập khí xấu ác, tham sân si. Có người thì nhẹ, có người bị nặng. Gặp nhân duyên thì nó lộ ra. Có người biết tự trọng thì tự mình khắc phục lòng ham muốn để tránh phạm pháp. Khi Khổng Phu Tử còn tại thế, có người đến hỏi: Thưa Phu Tử, giả như ngài gặp cảnh khốn cùng bức bách, bỗng có hai lượng vàng trước mắt, và khi ngài ở trong núi thẳm hang cùng, chợt có cô gái vô cùng xinh đẹp đến ôm ngài, xin hỏi ngài có động tâm không? Phu Tử đáp: Động, động, động. Phu Tử nói liên tục mấy chữ động. Phu Tử là bậc thánh ở Trung Quốc, tất nhiên không đến nỗi lấy trộm hoặc làm việc phi pháp. Nhưng ngài không dám nói trong tâm mình không động. Vì thế, chúng ta khởi tâm động niệm đều là mầm mống làm thiện hay ác. Chúng ta có thể thấy tâm tham là thiên tính của nhân loại. Thiên tính này từ đâu? Có phải tự nhiên trời sinh ra không? Trời ban cho người này tính hiền lành, ban cho người kia hung ác, lại có người thì nhẹ, có người thì nặng. Như thế là không công bằng rồi. Đức Phật dạy, liên quan đến tính thiện hay tính ác của con người là do tính tập từ vô thủy đến nay. Có người tính chứa nhẹ, có người tính chứa nặng. Đã là con người thì có ý nghĩ tham, gặp duyên xấu thì làm ác, gặp duyên tốt thì tính ác cũng biến thành thiện. Ngược lại, gặp duyên xấu, tính thiện cũng biến thành ác. Vì sao? Vì nó có liên quan đến duyên thiện ác đời trước mà duyên thiện ác ảnh hưởng đến đời này. Nhưng có những người đời này mới bắt đầu gặp duyên thiện ác, cho nên chúng ta học Phật, thân cận được thiện tri thức là duyên lành khó gặp. Chuyện thứ 22: Đốt trầm hương. Lời dẫn: Trong cuộc sống, với đồ dùng giá rẻ thì được mọi người mua nhiều, được nó rất dễ dàng. Nhưng hàng cao cấp đắt giá thì rất ít người mua. Con người có người giàu sang và kẻ nghèo hèn. Người nghèo qua lại với nhau thân thiện, gần gũi. Người giàu sang đi lại với nhau thật là khó. Chúng tôi nói về học vấn, tri thức, tài nghệ. Có những môn học dễ thì khi đi làm kiếm tiền không được nhiều. Những môn học khó thì giá trị đương nhiên cao hơn, khi đi làm kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng thế gian có rất nhiều người khăng khăng thích làm việc dễ mà cãi nhau ồn ào. Họ không muốn làm việc khó nhọc, tốn nhiều công sức. Ngày xưa có một thương nhân muốn ra biển tìm châu báu, nên rủ rất nhiều người và tốn thời gian rất lâu mới đóng xong thuyền, lại chuẩn bị lương thực dùng trong hàng ngày.
họ xuất hành đi đến hải đảo rất xa. Họ đi tìm khắp mọi nơi thì phát hiện trên hải đảo có cây trầm hương. Thương nhân bảo mọi người đốn chặt những cây trầm hương ở trên đảo, chất đầy thuyền rồi mới trở về. Vừa về đến nhà, mọi người lập tức chở ra chợ bán. Nhưng trải qua mấy ngày, chẳng có người nào đến mua. Một hôm, thương nhân thấy người bên cạnh bán than. Anh ta bán rất đắt. Hắn nghĩ, tại sao chúng ta không đốt trầm hương thành than để bán đắt như than? Do đó, hắn bảo những người bạn đem trầm hương đốt thành than. Quả nhiên chỉ qua mấy ngày, tất cả than trầm hương đều bán sạch, tất nhiên bán theo giá tiền than củi. Vậy mà hắn đắc chí, cho mình là người thông minh mới nghĩ ra cách này. Bài học đạo lý: ở đời có những người được cha mẹ nuôi dưỡng suốt mấy mươi năm cực khổ, nhưng họ lại xem cha mẹ không ra gì. Lương tâm, bản tính của chúng ta từ vô thủy đến nay luân hồi trong sáu đường, bị năm dục phiền não che lấp, cho nên tạo nghiệp luân hồi sinh tử, chịu rất nhiều khổ báo, thật không dễ gì gặp được Phật pháp khai thị, phát tâm Bồ đề. Nhưng chúng ta thường vì một chút lợi ích, vì kiếm vài đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, chẳng phải là việc đáng tiếc hay sao? Có những người rất muốn học tập, muốn học theo thánh hiền. Ban đầu họ rất tinh tiến, chuyên cần, hy vọng tương lai làm được việc lớn, đem lại lợi ích cho xã hội. Nhưng chính nhân quân tử rất khó học, phải có đạo đức và nhân cách, có chí hướng rộng lớn và phải có thiết tháo thanh liêm, không tùy tiện nhân dân, rất khó làm được. Như vậy, lâu ngày họ sinh ra chán nản, dần dần lười biếng, trở lại một người bình thường, thích cặp bồ gái đẹp, cờ bạc, ăn chơi trác táng, cần gì khép mình theo quy củ cho mệt. Bởi vì trí thức, tư tưởng, nghề nghiệp của mọi người đều không giống nhau, cho nên cách nhìn sang hèn của mỗi người cũng khác nhau. Cổ đức dạy, mỗi nghề nghiệp đều xuất hiện nhân tài. Nguyên nhân thành công của mọi người rất nhiều, phương pháp làm việc cũng có sai khác. Đối với mỗi sự việc đúng hay không đúng, quan niệm của mỗi người cũng có khi giống nhau. Có kẻ nói, một cân đạo đức giá bao nhiêu tiền? Có kẻ cho rằng, tâm thiện không thể làm ra cơm ăn, áo mặc. Nhưng cũng có người ta hy sinh tính mạng để bảo vệ tiết tháo và đạo nghĩa. Nghề nghiệp không có sang hèn, chỉ có tư tưởng và quan niệm của mỗi người mới là then chốt sang hèn. Nếu như tư tưởng, quan niệm bất chấp đạo đức và nhân nghĩa thì làm bất cứ việc gì cũng là thấp hèn. Còn như tư tưởng, quan niệm cao thượng, có tiết tháo thì việc gì cũng đều cao quý. Vì thế, làm người trước tiên phải có lòng tự trọng, rồi sau mới được mọi người tôn trọng mình. Chúng tôi nói cách khác, tự mình thấp hèn rồi mới đến người thấp hèn. Việc này, thế gian có rất nhiều người hình dáng xấu xí, nhưng trong đầu đầy ắp học vấn và tri thức. Nhưng có người dáng vẻ trí thức, dung mạo xinh đẹp, nhưng đầu óc rỗng tuếch, chẳng có một chút học vấn và tri thức. Có người biểu hiện đạo đức, nhân cách rất cao thượng, lại còn khiêm tốn và hòa nhã. Có người không có tài năng và học vấn mà lại kiêu căng ngạo mạn. Nói tóm lại, thế gian có rất nhiều người chuộng sĩ diện, trao chuốt bề ngoài cho đẹp, nhưng rất ít người chú trọng nội tâm và thật lực. Thuở xưa, có một người hàng ngày thường làm việc bất chính, luôn dùng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Vì hắn khéo che đậy nên rất ít người biết được việc làm của hắn. Một hôm, tình cờ hắn thấy một gia đình rất giàu có. Hắn cho rằng gia đình này nhất định có rất nhiều châu báu của cải. Nếu ta lấy trộm được một số châu báu thì tha hồ hưởng thụ suốt đời. Do đó, hắn có chủ ý sắp đặt, tìm trăm phương nghìn cớ, nhờ người giới thiệu để hắn trà trộn vào nhà người này làm người giúp việc. Sau đó, hắn tìm được nhân sĩ, người ở địa phương giới thiệu hắn vào gia đình giàu có, cho hắn làm người quản lý chăm sóc vườn hoa. Ban đầu, hắn làm việc rất chăm chỉ, cắt uống cây cảnh, trồng hoa cỏ nên được chủ nhà tin tưởng không đề phòng. Nhờ vậy, hắn dò xét mọi ngõ ngách trong nhà kỹ càng. Một hôm, vào lúc nửa đêm, hắn lén vào phòng chủ nhà. Mò mẫn hồi lâu, hắn mới tìm được chiếc rương đựng châu báu. Trên rương phủ lên tấm chăn cũ rách. Hắn không hề lấy một thứ châu báu nào, mà chỉ lấy mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách rồi mang đi. Sáng hôm sau,
chủ nhà không thấy người giúp việc, kiểm tra toàn bộ đồ vật trong nhà không mất thứ gì, chỉ mất tấm chăn rách nên chẳng bận tâm. Nhưng hắn lại dương dương đắc ý, đem mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách cho là hàng quý đi khoe với mọi người, chứng tỏ là hắn rất giàu có. Mọi người cho rằng nhất định mảnh vải lụa bọc đồ quý giá, sự thật một tấm chăn cũ rách. Hắn đã tìm trăm phương nghìn kế để vào được nhà giàu sang, lại tốn rất nhiều công sức làm việc cho họ, thăm dò tất cả ngõ ngách trong nhà mới trộm được một tấm chăn cũ rách. Hắn lại vênh váo tự đắc với mọi người, quả thật là một thằng ngốc đáng thương. Bài học đạo lý. Đức Phật dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Thật khó khăn lắm chúng ta mới khởi lòng tin Phật Pháp, đi vào cửa lớn Phật giáo. Ban đầu, chúng ta nỗ lực tu hành rất chí thành và làm việc thiện tích lũy công đức. Nhưng trải qua một thời gian, dần dần chúng ta lười biếng, lại bị ham muốn thúc dục, bị danh lợi thế gian lôi kéo, hoặc tham đắm cuộc sống sung sướng. Chỉ giả học Phật bề ngoài lại không chịu khó tu hành, khác nào như gã ngốc dùng mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách. Có người bề ngoài mặc y phục, mang giày dép sang trọng, giống như nhà trí thức, nhưng lại dốt đặt cán may. Có người không có trí huệ, không có tài năng, nghèo sơ sát, nhưng khi mời khách thì đến nhà hàng sang trọng, đãi tiệc thịnh soạn, tốn tiền rất nhiều để rồi mang nợ. Có kẻ nhà có cúng kỵ thì mổ heo, giết dê để đãi khách cho đông, dành dụng thu hoạch trong một năm hết sạch. Hằng ngày ăn uống rất kham khổ, chi tiêu tằn tiện. Việc gì phải chịu như thế? Xã hội ngày nay có rất nhiều kẻ kiếm tiền phi pháp, dùng mọi thủ đoạn tinh vi để lừa đảo. Cũng có kẻ liều mạng cướp của, không tiếc thân mạng. Lúc kiếm tiền, họ cũng tính từng đồng từng cắt, không sợ phạm pháp luật, cũng không sợ làm trái đạo đức, lương tâm, tranh cãi, thanh toán nhau như đại anh hùng. Lúc xài tiền như người làm từ thiện, không tính nhiều ít, chỉ sợ mất thể diện. Đây là nhân sinh chăng? Nếu như lúc buôn bán kiếm tiền làm người lương thiện, khoan dung một chút, chi tiêu tiết kiệm một ít để làm việc có ích cho xã hội, lẽ nào thiên hạ không được thái bình, nhân dân không được hạnh phúc an vui? Khi họ kiếm tiền tranh cãi, thanh toán nhau kết thành oán thù, đời này sống không được an vui, gắng gượng cho qua ngày, đời sau họ bị luân hồi trong sáu đường, đền trả lẫn nhau, nợ nghiệp, nợ tình, nợ ân oán, mãi mãi không có kỳ hạn. Cũng vì một chút sĩ diện mà đưa đến nguyên nhân, giống như mảnh vải lụa bọc tấm chăn cũ rách. Làm người, có người lương thiện, cũng có kẻ hung dữ. Có người nhân từ đức hạnh, cũng có kẻ gian trá nham hiểm. Chỉ có sai khác một niệm thiện và ác. Cổ đức dạy, người đời ai mà không lỗi, biết sửa lỗi là thánh hiền. Người không chịu sửa lỗi hướng thiện thì tương lai mãi mãi trong tâm tối, cũng là nghiệp nhân thiếu điều thiện. Mỗi người nên có đức hạnh tốt, khiêm tốn sửa lỗi lầm thì trong tâm được trong sáng. Nếu như cố chấp gian trá thì giống như nhà không có cửa, không khí trong lành chẳng vào được, cũng không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, trở thành căn nhà tối tăm u ám, người ta không thể ở được lâu dài. Xưa kia có một anh nông dân, quanh năm cần cù cày bừa, gieo trồng lúa mè. Có một năm, hắn trồng mè thu hoạch trúng mùa. Mặc dù hắn được mùa, nhưng không biết cách làm mè như thế nào ăn cho ngon. Một hôm hắn nghĩ, gạo dùng nước nấu chín để ăn, mè có dùng nước nấu được không nhỉ? Do đó hắn đi hỏi thăm mọi người. Có người bảo, anh đem mè rang thì ăn mới thơm ngon. Hắn làm theo lời người này chỉ dẫn, rang mè xong, hắn ăn liền, vừa thơm vừa ngon. Vì thế hắn lại suy nghĩ,
mè rang ăn thơm ngon như thế. Xưa nay ta trồng thứ gì mọc lên thứ đó. Ta nên đem mè rang gieo xuống đất, nhất định sẽ thu hoạch mè thơm ngon, lại bán được giá cao, lẽ nào không được giàu to? Vì thế hắn đem toàn bộ số mè ra rang để làm giống, rồi hắn ra sức cày đất, nhổ sạch cỏ, gieo mè xuống. Hàng ngày hắn cần cù làm việc tưới nước, bón phân, làm cỏ. Từ đó mỗi ngày hắn luôn trông đợi mè nảy mầm lớn nhanh. Nhưng vài tháng trôi qua, cỏ mọc lan tràn um tùm, chẳng thấy mè mọc lên. Hắn mới biết cách nghĩ của mình là sai lầm. Bài học đạo lý. Câu chuyện này chứng minh cho những người học Phật phát tâm tu hành đạo Bồ Tát, mong muốn chứng đắc quả Phật vô thượng. Xưa nay Bồ Tát phải độ khắp chúng sinh, làm việc khó làm, nhẫn điều khó nhẫn, và tích lũy công đức mới làm chính nhân thành Phật. Nhưng có người thích cuộc sống sung sướng an nhàn, lấy danh lợi thế gian làm việc tu hành. Hàng ngày họ tiếp xúc phan duyên theo cư sĩ, mà không dạy cư sĩ tinh tiến tu hành. Chúng ta không trồng hạt giống Phật Pháp thì làm sao có chính nhân Bồ Đề? Cổ đức dạy: không có trời sinh Di Lặc, hay tự nhiên có Thích Ca. Đức Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, cho đến ba đời tất cả chư Phật trong mười phương đều phải nhiều kiếp tu hành, chẳng phải trên trời rơi xuống. Vì thế chúng ta học Phật nỗ lực tu hành một phần là thành tựu định tuệ một phần, làm lợi ích chúng sinh một phần là thành tựu công đức một phần. Chúng ta đã tin Phật, học Phật thì nỗ lực tinh tiến tu hành, độ khắp chúng sinh. Nếu chỉ mang danh học Phật mà chúng ta không chịu tinh tiến tu hành, chẳng những không được thành tựu chính quả, mà e rằng sẽ bị đọa lạc lún sâu, thì khác nào hạt giống đem rang. Cổ đức dạy: việc đời khó hay là dễ? Người quyết chí làm việc thì việc khó trở thành dễ, người không chịu làm việc thì việc dễ trở thành khó. Vì thế mọi việc ở thế gian chỉ cần chúng ta nỗ lực thì không có việc gì khó. Lại nói, việc đáng buồn nhất là tư tưởng ngu dốt, không có cảm xúc. Hay nghèo vật chất đừng nghèo ý chí. Người tâm vô cảm, không có chí cầu tiến thì làm việc gì cũng không được thành tựu. Kẻ không có chí hướng thượng, e rằng làm việc nhỏ cũng không xong. Có người cho rằng giàu sang ở thế gian là công lao sự nghiệp của tổ tiên để lại, hoàn cảnh, học vấn, tri thức là chỗ dựa vững chắc. Chúng tôi cho rằng chỗ dựa vững chắc tốt nhất là ý chí. Người không có ý chí thì mãi mãi là người nghèo. Xưa nay những người thành công sự nghiệp phần đông đều dựa vào ý chí và nỗ lực. Người không có ý chí và nỗ lực thì cũng là hạt giống đem rang, có đúng không? Đời dẫn: làm người ai cũng có lúc hy vọng, mong muốn tương lai mình được tốt đẹp hơn, nhưng khi thất vọng thì vô cùng đau khổ. Nếu như chúng ta muốn thực hiện tương lai tốt đẹp thì hiện tại phải cố gắng nỗ lực, phải lao tâm khổ tứ và kiên nhẫn, thậm chí chuẩn bị tâm lý nếm mùi đau khổ cay đắng thất bại, cuối cùng mới hưởng hạnh phúc ngọt ngào của sự thành công. Tâm lý con người thường rất mâu thuẫn. Khi họ làm việc trong môi trường yên tĩnh thì muốn bôn ba bên ngoài.
lúc họ ra ngoài làm việc một thời gian thì sinh tâm chán ghét, lại mong muốn cuộc sống yên tĩnh. Cho nên nói, tĩnh quá muốn động, động quá muốn tĩnh. Cuộc sống luôn mâu thuẫn động tĩnh như thế. Đời người 10 việc thì có 8, 9 việc không như ý. Người sống trong động không được yên tĩnh, người sống yên tĩnh lại không ra được bên ngoài tham gia hoạt động. Do vậy, con người khổ não rất nhiều. Ngày xưa có một người, khi mùa đông lạnh rét, hắn ở trong phòng đốt củi sưởi ấm để tiện ban đêm được ấm áp cả căn phòng và ngủ ngon giấc. Một hôm ở bên lò sưởi, hắn chợt ngủ gục. Trong giấc mơ, hắn thấy mình từ từ bay lên cao, lên đến tận tầng mây xanh. Ở dưới mặt trời rất ấm áp, dần dần gió lạnh thổi đến, thổi xuống dưới tầng mây. Từ không trung, hắn thấy mình hạ xuống núi rất lạnh. Bỗng từ trên núi, hắn thấy mình rớt xuống hang sâu thăm thẳm. Hắn hét to lên. Chợt tỉnh giấc, thấy trên thân mình không có đắp chăn, lửa trong lò sưởi cũng đã tắt khi nào. Khắp thân hắn lạnh tê cứng, mới biết đây là mộng. Bài học đạo lý. Cổ đức dạy: trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng, sai mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi. Đời người vốn là một giấc mộng dài. Khi chúng ta nằm mộng, hy vọng được làm quan mau giàu có, kiếm được nhiều tiền, nổi tiếng khắp thiên hạ, vân vân, cũng chẳng giữ được bền lâu. Vậy mà hằng ngày chúng ta cần cù chịu khó làm việc, bất luận băng rừng vượt suối hay chịu đựng một nắng hai sương, đều mong muốn một ngày mình được thành đạt hoài bão. Tục ngữ có câu: cuộc đời có lạnh, có nóng, có gian khổ, có hạnh phúc. Con người có lúc làm việc khổ nhọc, có khi hưởng thụ thanh nhàn, đều là mong muốn tương lai tốt đẹp hơn hiện tại. Mong muốn tương lai như thế này hay như thế kia, nhưng tất cả đều là ảo tưởng không dừng. Người học Phật hy vọng tương lai chứng được quả Phật vô thượng, cho nên khi mới phát tâm, tinh tiến tu hành, chí thành tha thiết. Sự tu hành giống như ở trong căn phòng lạnh lẽo, phải đốt củi sưởi ấm, lửa cháy lên dần dần ấm áp căn phòng, xua tan khí lạnh lẽo. Sau đó, con người mới hưởng thụ ấm áp, thích thú. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có những phiền não, tham, sân, si. Phát tâm tinh tiến tu hành giống như ngọn lửa bắt đầu cháy, phải liên tục đốt củi vào thì mới có thể xua đuổi tất cả phiền não, làm cho thánh đạo sưởi ấm khắp thân tâm. Cuối cùng, phiền não không còn, phước huệ viên mãn, đạo quả mới có thể thành tựu. Nhưng có người chú trọng ham muốn vật chất, dập tắt lửa thánh đạo, hoặc dập tắt lò sưởi đang bùng cháy, vì danh lợi làm cho ngọn lửa thánh đạo không còn hiệu quả. Rốt cuộc, lửa thánh đạo đã lạnh, khổ công tu hành không biết sẽ đến đâu, đạo quả càng lúc càng xa người. Mỗi người ở thế gian đều có hy vọng. Đứa bé vừa ra đời thì mong bú sữa, rồi muốn đi. Lớn lên một chút, muốn ăn bánh kẹo, đi chơi, chạy nhảy. Tuổi thiếu niên mong được chạy xe đời mới, đeo đồng hồ xịn. Tuổi thanh niên mong thương được cô gái xinh đẹp. Tuổi trung niên mong làm nên sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, làm chức vụ cao cấp. Tuổi già mong được cháu ngoan, con hiếu. Nhưng thế gian này 10 việc thì có 8, 9 việc không như ý, đau khổ nhiều hơn. Hy vọng có chánh, có tà. Cổ đức dạy, người có nguyện tốt thì trời ban cho. Chúng ta muốn thực hiện hy vọng chính đáng cũng phải trả giá thích hợp, lao tâm, lao lực, nếu không thì trở thành ảo tưởng.
bất cứ việc gì ở thế gian đều phải cần cù chịu khó mới có thành tựu, huống gì việc lớn suốt thế gian thoát khỏi sinh tử. Nếu như chúng ta sống cho qua ngày thì làm sao có được thành tựu? Tục ngữ có câu: học Phật một năm, hai năm Phật ở trước mắt, ba năm, bốn năm Phật ở trên trời. Đây là bệnh chung của người học Phật. Danh vọng, địa vị ở thế gian đều phải trải qua muôn nghìn thử thách. Chúng ta học Phật, vì sao không chịu trải? Lời dẫn: ban đầu mọi việc ở thế gian đều do bắt chước mà ra. Giống như đứa bé bắt đầu đi học, nó tập đọc sách, học viết, học vẽ, học kỹ năng vân vân. Nhưng bắt chước có tốt có xấu, bắt chước chánh đạo và bắt chước tà đạo, cho nên có lợi cũng có hại, có thành công có thất bại, có tiến bộ cũng có lạc hậu. Thuở xưa có một kẻ đi lang thang, hắn rất thích bắt chước theo người khác, ngay cả tiếng kêu của súc vật hắn cũng làm theo được, đặc biệt là tiếng chó sủa. Cho nên hắn được nhà vua gọi vào làm quan nuôi chó. Nếu như hắn an phận giữ mình làm quan nuôi chó thì chẳng có việc gì để nói, nhưng hắn luôn mơ tưởng đến chuyện thăng quan làm giàu. Một hôm hắn vắt óc suy nghĩ: ta phải làm bằng cách nào được thăng quan và mau giàu có. Có một ngày hắn cùng với quan chăm sóc vườn hoa, và quan có nhà vệ sinh cùng nhau tán gẫu. Hắn hỏi: này nha, các anh có muốn được thăng quan làm giàu không? Các quan đáp: tất nhiên là muốn rồi. Hắn bảo: chúng ta hãy nghiên cứu kỹ làm bằng cách nào mới được thăng quan làm giàu. Một vị quan nói: tôi cho rằng chỉ cần chúng ta nỗ lực làm việc thì có hy vọng. Vị quan khác nói: chúng ta phải luồn cúi nịnh nọt thì mới có khả năng tiến thân. Hắn nói: chỉ cần làm cho nhà vua hài lòng thì có thể được thăng quan mau làm giàu. Hai quan kia nói: chúng ta làm cách nào cho nhà vua hài lòng? Không phải chăm chỉ làm tốt công việc của mình hay sao? Hắn bảo: không, chỉ cần chúng ta bắt chước giống nhà vua thì nhất định ngài sẽ hài lòng. Ngày hôm sau nhà vua đến, quan nuôi chó quan sát tỉ mỉ từng động tác của vua. Nhà vua chớp mắt liên tục, hắn cũng chớp mắt liên tục. Vua ho, hắn cũng bắt chước ho. Thế vậy nhà vua hỏi: khanh bị đau mắt hả? Lại còn bị cảm cúm hay sao mà ho dữ vậy? Hắn thưa: tâu bệ hạ, thần không bị đau mắt cũng không bị cảm, chỉ vì thần muốn làm cho bệ hạ vui lòng nên bắt chước theo ngài. Nhà vua nghe hắn nói chẳng những không vui lòng mà còn rất tức giận, nói: nhà ngươi quả thật là to gan, ta làm vua ngươi cũng bắt chước làm vua phải không? Quân lính đâu? Bắt quan giữ chó này đến 50 gậy, sau đó đuổi hắn ra khỏi cung cho trẫm. Thế là hắn không được thăng quan mà còn bị đánh một trận bầm dập. Cuộc mưu sinh cũng thất bại, hắn trở lại làm người lang thang rày đây mai đó, thông minh lại bị thông minh hại. Kỳ thật hắn không phải là người thông minh mà bị danh lợi ham muốn che lấp tâm trí. Làm những việc này đều là nô lệ cho dục vọng, là hành vi của kẻ ngu si. Bài học đạo lý: khi đứa bé còn nhỏ, bất cứ việc gì nó cũng bắt chước theo người lớn. Hàng hóa đồ dùng ở thế gian rất nhiều đều do con người mô phỏng theo làm ra, hoặc có khi nhái theo hàng thật, làm hàng giả, dán nhãn hiệu lên. Các nước còn lạc hậu phải học theo các nước tiên tiến phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu như mọi việc con người không có sáng kiến chế tạo mà chỉ làm theo thì mãi mãi vẫn là lạc hậu. Những việc ứng phú đạo tràng của Phật giáo bị mọi người học theo rất nhiều. Thí dụ những việc tán tụng, tổ chức pháp hội, làm Phật sự, lễ trai đàn, chẩn tế vân vân. Có những người bắt chước các vị hòa thượng ở Nhật Bản cưới vợ ăn thịt cá, lại làm trụ trì nửa tăng nửa tục. Ở nơi đông đúc thì không học được, ở nơi hẻo lánh thì mọi người tiếp đón tất cả. Bắt chước như vậy có tăng trưởng giới hạnh không, hay tự mình cam chịu sự sa đọa? Chúng tôi nghĩ đạo lý này giống như quan nuôi chó bắt chước nhà vua. Bắt chước cầu tiến bộ hay là thất bại, động cơ bắt chước của mỗi người không giống nhau, hoặc giữ tâm lương thiện bất thiện cũng có liên quan. Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc và khắp thế giới nhất định có điểm đặc biệt của Phật giáo. Trải qua thời gian khảo nghiệm,
có rất nhiều người nỗ lực hoằng dương Phật pháp, ngày nay mới được nổi tiếng khắp thế giới. Ngoại đạo muốn bắt chước Phật giáo cũng chỉ học ở bên ngoài, chưa học đến nội dung của Phật pháp, chỉ có hai bên được lợi mà thôi. Ngoại đạo không biết điểm đáng quý của Phật giáo là sự tu hành trì giới phạm hạnh, họ chỉ học nghi thức tán tụng của Phật giáo, trở thành giáo môn chẳng ra cái gì. Nếu là tín đồ khác mà ngưỡng mộ Phật pháp là không thể sửa đổi hoàn toàn, chỉ sửa thành nửa thần nửa Phật. Đây là việc không thể phê phán. Vết thương, lời dẫn, tất cả khổ nạn của con người đa số là do hành vi sai lầm mà đưa đến nghiệp báo. Chúng tôi nói cách khác, tất cả hạnh phúc, an vui cũng là hành vi có trí huệ mà được. Cho nên, trí huệ là nguồn gốc của tất cả sự an vui và hạnh phúc. Chúng ta muốn thành Phật giải thoát sinh tử thì không thể không có trí huệ. Như thế, tất cả sự tranh đoạt tạo nghiệp ở thế gian cũng từ làm bậy ngu si gây nên. Nhờ có trí huệ, chúng ta cân nhắc hành vi để làm việc là hành vi chính đáng. Vì ngu si vô tri, chúng ta làm việc sai trái là hành vi tạo nghiệp tội ác. Ngày xưa, có một người rất giàu sang, sống trong vinh hoa phú quý, thường đến trong cung vua. Hắn hy vọng được hầu hạ nhà vua, không cần tốn nhiều tâm trí và sức lực mà vẫn hưởng thụ cuộc sống giàu có. Đồng thời, mỗi bữa ăn đều có sơn hào hải vị. Mỗi phòng trong cung vua đều lộng lẫy sang trọng, thật sung sướng biết bao. Chẳng bao lâu, mơ ước của hắn thành sự thật. Hắn được làm chức vụ hầu hạ vua. Nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, hắn thấy không dễ dàng như mình đã nghĩ. Phải luôn luôn sắp xếp lông bào, dương miệng của nhà vua cho gọn gàng. Dù công việc nhẹ nhàng, nhưng phải để ý cẩn thận, ngăn nắp, và phải chú ý để đúng vị trí. Nên việc làm này chỉ cần sơ suất một chút, nhà vua bực mình thì bị đuổi. Có một lần, hắn sơ ý đem dương miệng của nhà vua treo dưới cái giá y phục, đem y phục móc trên dương miệng. Nhà vua nhìn thấy rất tức giận, lập tức hạ lệnh cho quân lính đánh 40 roi. Mông của hắn đường lằn ngang dọc chảy máu, đau đớn không chịu nổi. Nhà vua lại ra lệnh cho thầy thuốc chữa trị vết thương cho hắn. Thầy thuốc lấy phân ngựa bôi lên vết thương, chỉ trong thời gian ngắn vết thương lành lặn. Lúc đó có một gã ngốc nhìn thấy tên hầu vua bị quân lính đánh chảy máu mà chỉ dùng phân ngựa bôi lên, vết thương lành nhanh chóng, gã rất thích thú. Trở về nhà, gã bảo thằng con lấy roi đánh vào mông gã thật đau. Ban đầu đứa con không chịu, gã nói: "Này con, phải nghe lời cha dạy, cha muốn thử nghiệm linh dược chữa trị vết thương rất hay, con hãy giúp cha thử linh dược này. Con không làm việc bất hiếu, đừng sợ." Thằng bé nghe cha nói như thế, đành phải dâng theo, nên lấy roi đánh mạnh vào mông gã chảy máu. Rồi gã bắt chước thầy thuốc, bảo con lấy phân ngựa bôi lên vết thương. Kết quả, gã không thể ngờ chịu một trận đòn oan uổng và đau đớn vô cùng. Bài học đạo lý. Đức Phật dạy, biển khổ vô biên quay đầu là bờ, hay đồ tể buông đao lập tức thành Phật. Nghĩa là, người biết sám hối tội lỗi thì trở thành con người tốt. Có người học chỉ làm bấy nhiêu mà thôi, người không có tâm sám hối thì không có ý hồi tâm hướng thiện. Họ nghe nói tụng kinh lại sám hối có thể tiêu trừ tai nạn, họ cũng làm theo, tụng kinh lại sám, nhưng tâm họ chạy theo vọng tưởng lăng xăng thì làm sao tiêu trừ được tội nghiệp. Có kẻ nói, thần có thể chuộc tội thay người, cho nên mọi người đua nhau cầu khẩn lễ lại thần, sau đó theo thần làm việc xấu. Như thế thần có chuộc tội được không? Bất cứ việc gì có lợi thì có hại, phương pháp cũng có chánh là có tà, có thật có giả. Chúng ta thật tâm tín ngưỡng tu hành hoặc học theo chánh pháp thì có lợi ích, lại có mục đích và ý nghĩa. Nếu dùng phương pháp thiên vị hoặc tâm giả dối, chẳng những lừa dối người khác mà còn dối cả chính mình, lại dối gạt cả Phật, thần thì tương lai sẽ bị quả báo gì? Đây là một câu chuyện thí dụ. Nhà vua dụ cho tâm chúng sinh, gã ngốc dụ cho thân của chúng ta. Cổ đức nói, thân bị tâm sai khiến. Đức Phật dạy, nếu người muốn biết rõ ba đời tất cả Phật, nên quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo.
tất cả chúng sinh lặn ngục trong luân hồi sinh tử, cho đến cực khổ cả một đời đều cho tâm tạo nghiệp, tâm điều khiển thân này. Nhưng có lúc thân cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Chúng tôi nói thí dụ, thân đói khát, nóng lạnh, sinh ra bệnh tật làm ảnh hưởng đến tinh thần, trở ngại việc tu hành, lại còn ảnh hưởng đến việc tiến bộ hay lưu sụt trên đường đạo, hoặc điên đảo sa đọa. Gã ngốc sơ ý để xa vị trí vương miệng, long bào của nhà vua là giống như hành vi điên đảo, lấy ác làm thiện, lấy tà làm chánh, lấy giả làm thật đều là điên đảo, nhất định phải chịu đau khổ luân hồi. Chúng ta muốn thoát khỏi khổ não sinh tử luân hồi thì phải tinh tiến tu hành, tránh xa tất cả sự ham muốn, lìa hết thảy điên đảo. Điều này giống như bị đánh chảy máu, lấy thuốc bôi lên chỗ vết thương được mau lành. Nhưng thế gian này có rất nhiều người hồ đồ, họ học Phật Pháp lại dùng tham dục để tu quán bất tịnh, càng thêm tạo nghiệp, càng bị trầm luân sinh tử, cho đến chịu khổ vô lượng vô biên. Điều này khác nào thằng ngốc tự chịu đánh thân mình để thử nghiệm thuốc phân ngựa. Tôi khởi sự tụng, rồi mặc tưởng thầm, hồi hướng công đức cho cha của tôi, cho quan thân trái chủ nhiều đời dừa khiếp của ông. Nhưng do cơ quan của tôi việc nhiều, về nhà còn phải chăm sóc thằng bé hơn một tuổi, nên tối đến tôi bệt đừ, tụng hai ngày là hết kiên trì. Mà chú chủ đề có thể là do tôi tụng số quá ít nên chỉ chiêu được cảm ứng nhỏ, nghĩa là bệnh của cha tôi tuy có chuyển tốt nhưng lúc nặng lúc nhẹ không rõ ràng. Cha tôi một là do đầu váng mắt hoa, hai là đối với kinh điển không thông hiểu nên thấy ngán, khó khởi nhiệt tình. Ông chỉ tụng độ mười mấy trang là hết lật nổi. Thứ sáu vừa rồi tôi về thăm cha tôi, do hồi hôm ông không ngủ được nên sức khỏe rất tệ. Ông nắm tay tôi than thở, ông nói rằng ông không xong, ngủ chẳng được, bệnh trở nên nặng, chóng mặt càng nhiều, chắc là khoa không đổi. Mẹ tôi và tôi một bề khuyên dỗ trấn an cũng không thể đem lại cho ông niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Đột nhiên tôi nhớ ba tôi từng than là xem kinh Địa Tạng ông không hiểu cho nên tụng không đổi. Tôi bèn giải thích ý nghĩa trong kinh cho ông nghe. Mồ Phật, tôi chỉ là xem kinh nhiều hơn cha tôi chút đỉnh thôi. Nhưng mai là nhờ từng đọc qua bài viết của Thượng sư Nam Hoài Cẩn nên cũng có được chút hiểu biết thô sơ đối với Phật Pháp. Thế là tôi đọc kinh cho ông nghe, vừa đọc vừa giải thích, đem những thấy biết hạn hẹp của mình về kinh Phật giảng cho cha tôi nghe. Có thể là do tình cha con dễ cảm thông, cha tôi nghe cũng lọt lỗ tai và hiểu được đôi chút. Tôi cảm thấy ông đối với Phật Pháp và bản kinh Địa Tạng này đã tạm hiểu và phát sinh chánh tín. Chỉ một phẩm đầu tiên thôi mà đến 12 giờ trưa tôi mới giảng xong. Lúc này thì tôi đã khan cổ họng, còn cha tôi thì nghe đến bắt thèm ngủ. Đến nỗi ông bỏ không ăn trưa và đi ngủ luôn. Ông làm một giấc hơn 2 tiếng, rất an bình, không hề ngáy. Sau khi thức dậy, cha tôi còn hỏi tôi: "Nãy giờ ba có ngủ không hả? Sao có cảm giác như vừa mới nằm xuống là thức dậy rồi?" Tôi và mẹ đều cười. Tôi nghe ba tôi nói mà tôi thật mừng, vì đây là việc mấy tháng nay chưa hề có được. Sau khi thức dậy, thấy ba tôi có vẻ phấn chấn, ông cũng cảm giác bệnh nhẹ đi rất nhiều. Tiếp đến, ông còn làm một việc khiến cả nhà kinh ngạc. Trong lúc chúng tôi đang ngủ trưa tiếp, thì ông tự xuống lầu, đi cắt tóc. Mẹ tôi là người đầu tiên đi tìm và phát hiện ra chuyện này. Bà thấy ông đứng ngoài cổng vui vẻ trò chuyện cùng người, nét mặt rất hớn hở, so với thái độ bi quan trước đây hoàn toàn khác hẳn. Chỉ mới đọc một phẩm đầu trong kinh Địa Tạng thôi mà công đức như thế ư? Thú thật, tôi quả có ngạc nhiên vì sự thần kỳ không thể lường của Bồ Tát Địa Tạng. Kế đó, những rối rắm trong hãng xưởng cũng được người giúp dàn xếp xong, khiến cho ba tôi càng thêm vui. Từ hôm đó, ba tôi hàng ngày đều siêng năng tự nguyện
tụng kinh Địa Tạng, chẳng màng là hiểu hay không. Ông cứ chăm chỉ tụng, ông còn bảo tôi dạy cho ông tụng chú chuẩn đề và tự cầm bản chú lên, kiên nhẫn học thuộc từng chữ. Lúc này, ông đã ngủ được rất ngon, ít mộng mị, tinh thần cũng hết bi quan. Những biến chuyển này khiến cho tôi vô cùng xúc động. Kính lễ Bồ Tát Địa Tạng, cảm tạ Ngài đã siêu độ những quan gia trái chủ từng hành hạ cha con, khiến cho cha con được an ổn. Cảm tạ Phật lực đã từ bi gia hộ, hộ trì cho cha con được hồi phục khang kiện. Muốn tạ ơn Bồ Tát thì phải học theo hạnh nguyện của Ngài. Cách noi theo Ngài tốt nhất là phải tu tâm sửa tính và tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho thân dân, cho tất cả chúng sinh, nguyện họ tiêu trừ ác nghiệp và được biết đến Phật Pháp. Liên Minh ghi chép. Lý do tôi đến với Đạo. Năm 2004, tôi 32 tuổi. Trước khi tự thuật chuyện mình, dưới tòa mười phương chư Phật Bồ Tát cùng tất cả chúng sinh, tôi xin thành tâm sám hối. Tôi hiện ngụ tại thành phố Mai Châu, từng cấp sách tại Trung học Liên Hợp. Hồi đó tôi không chăm học, chuyên kết bè, lập đảng, đánh lộn đánh lạo, gây rối trong xã hội không ngừng. Thầy giáo và người thân khuyên mấy mà tôi cũng không sửa đổi, cuối cùng phải bỏ học, đi làm thuê. Tôi làm đủ công việc trong xã hội, nhưng công tác không đều, bữa đực bữa cái, lúc làm lúc nghỉ. Cứ vậy mà sống qua ngày và không chừa bỏ thối hư tật xấu, vẫn thường cùng với đám bạn bè, tự cho là thân hữu đồng chí, đi trộm gà bắt chó, gây chuyện ôm sòm, tạo ra ảnh hưởng cực xấu. Ngày xưa đối với tiền tài vật chất, tôi tham mê lắm, nên thường dối gian, tạo nghiệp trộm cắp, tính tàn nhẫn ưa giết hại loài vật, thêm nét sân hận, ác khẩu, chửi tục không ngừng. Tôi đã huân tập toàn thói quen cực xấu. Đã vậy, còn kết bè lập đảng với bọn bất lương, khiến tập khí ác ngày càng tăng trưởng sâu nặng. Vì vậy mà tôi thường xuyên bị bắt vào đồn công an, các bốt đông tây nam bắc, khắp phố Mai Châu. Chẳng có chỗ nào mà tôi không ghé vào đó. Vì tôi hay phạm pháp, nên thường xuyên bị nhốt vào những chỗ đó. Kể đến đây, tôi thầm sám hối với tất cả chúng sinh từng bị tôi cố ý hoặc vô tình làm thương hại. Nguyện chẳng còn tái phạm lỗi xưa. Những nhân xấu ác chiêu với quả khổ tôi xin dần lấy. Nguyện mười phương tam bảo, Bồ Tát Địa Tạng Vương gia trì tất cả được giải thoát, sớm đắc vô thượng Bồ Đề. Giờ đây, hồi tưởng lại những việc ác tôi đã làm, sau này tạo thành hòa ương, khiến tôi công tác lẫn sức khỏe gì cũng không ổn, hay gặp rủi ro, tất cả đều là báo ứng. Vì trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, tôi tự gây quả khổ thì bản thân phải gánh lấy, không ai chịu thay. Sau đây xin kể về nhân duyên học Phật của tôi. Mùa thu năm 2000, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khiến trọn đời nhớ mãi, cho dù có trải qua trăm ngàn vạn kiếp cũng khó mà quên. Giờ xin thuật lại để mọi người cùng cảnh giác. Lúc đó tôi chưa kết hôn. Một đêm nọ đã khuya lắm rồi, tôi vào giường ngủ, chốc lát đã thiêu thiêu vào mộng. Trong mơ, tôi thấy mình cùng với hai người bạn đi tới một vùng âm u đáng sợ. Bỗng gặp trận đại hồng thủy. Chúng tôi chạy trốn không kịp nên bị hồng thủy cuốn phăng. Cả ba giãy giụa trong đó, kêu trời gọi đất vang rưng, nhưng thấy điều vô dụng. Giống như bình thường mình xem phim vậy, trong chớp mắt, mộng đổi sang cảnh khác. Tôi thấy mình nằm trên cái giường nhỏ hẹp, cảm giác cực kỳ khó chịu, liền giãy để thoát ra. Nhưng càng giãy càng cảm thấy đau đớn, thống khổ, đến nỗi phải kêu rên không ngừng. Đột nhiên, tôi thấy chung quanh mình rộng không bến bờ, xuất hiện vô số cái giường đơn, có vô số người ở trên giường kêu rên, giãy giụa thống khổ khó kham, thật đáng sợ. Chớp mắt lại đổi sang cảnh khác. Tôi và vô số người bị vây trong một cái thành cao không thấy đỉnh,
có giám ngục hình dáng to đen như quái vật, canh gác chung quanh thành. Tướng mạo họ rất đáng sợ, tay cầm đủ khí giới, côn, thương, chĩa ba, đang áp giải tra khảo, đánh người. Lúc đó, tôi cảm thấy thống khổ đến không muốn sống, thầm nghĩ phải mau mau chạy thoát khỏi chốn này. Thế là, tôi dốc toàn lực, trèo lên thành để vượt ngục Bôn Đào. Cùng lúc ấy, nhiều người bị áp giải hành hình chung quanh cũng đồng vượt ngục giống như tôi. Tình hình khi đó đại loạn, những quái vật kia liền hét to, ra oai. Chúng đã vung côn, chùy, chĩa ba, rượt theo truy đuổi. Tôi chạy bán mạng, cuối cùng cũng leo lên được trên đỉnh thành. Nhìn ngoài thành thấy bên dưới là vực sâu hun hút, không có đáy. Chẳng mấy chốc, quái vật đã đuổi tới sát bên, nhanh nhẹn chợp bắt tôi. Tôi vội tung mình và nhảy, cảm giác như hồn bay phách tán. Tôi rơi thẳng xuống vực sâu hun hút nọ. Cuối cùng, chân cũng chạm đất. Tôi lồm cồm ngóc đầu dậy, chạy trốn tiếp. Ở phía sau, quái vật vung minh khí lên, hét to. Khâu Kiện Hào, không được chạy, mà bắt giữ Khâu Kiện Hào lại. Bị chúng truy đuổi quá hăng, tôi mệt mỏi kiệt sức, tay chân phát run, kinh sợ hoảng loạn cực độ. Đột nhiên, tôi nghe lưng mình nhối đau thống thiết. Té ra quái vật đã phóng chỉ ba ghim vào lưng tôi, còn thét to. Bắt nó lại. Tôi té vào trên đất, bị quái vật trói gô lại và cấm vào lưng tôi tấm thẻ bài to với hàng chữ Khâu Kiện Hào Thọ Tử. Rồi chúng trói tôi vào cột. Tôi thấy chung quanh mình cũng có một dãy người cùng thọ hình giống vậy. Tiếp đến, một quái vật giơ thùng sắt lên trước mặt tôi, hét to. Khâu Kiện Hào, thọ hình. Và rồi họ nghiêng thùng, xối vào chân tôi. Ôi chú cho ơi, tôi thấy trong thùng chảy ra chất lỏng gì đó rất lạ. Nó đang sôi lụp bụp, vang thành tiếng, khối trắng bốc cuồn cuộn. Tôi nghe đau đớn khủng khiếp, giống như bị tưới axit hay nước đồng sôi vào người vậy. Lúc đó, đột nhiên tôi khởi nghĩ. À, ta chẳng thèm để ý tới nữa, ta sẽ niệm Lục Tự Đại Minh Chú. Thế là tôi vội niệm chú không ngừng. Ăn ba ni mất dây hồng, 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 ăn ba ni mất dây hồng. Thế là câu chú vừa niệm, lập tức tôi chẳng còn biết gì đến màn khủng bố trước mặt. Tôi càng niệm càng nhanh, càng lớn tiếng, bởi vì phần thân dưới tôi đã tiêu mất gần đến ngực rồi. Lúc này đột nhiên trước mặt tôi vang lên âm thanh niệm đại minh chú thật to. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy phía dưới có hơn 5 đứa bé mặc y phục xinh đẹp. Chúng nắm tay nhau đứng thành hàng, thân tỏa hào quang chiếu về phía tôi, cùng đọc Lục Tự Đại Minh Chú. Âm vang trầm hùng, nghe rất hay, rất thích. Amani Bát Di Hồng, 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 Amani Bát Di Hồng. Phần ngực của tôi không còn nữa, rồi cổ cũng tiêu mất, chỉ còn một khối khí trắng sôi lụp bụp vang thành tiếng. Sắp tiêu đến đầu rồi, tôi liều mạng dốc tận lực niệm chú. Nhưng không còn giọng niệm nữa, mà là tiếng rên. Đột nhiên, một câu Án Ma Ni Bát Di Hồng phi thường hùng hậu, vang dội, trang nghiêm vọng đến tai tôi. Trước mặt tôi bỗng hiện ra một luồng hào quang sáng chói, có một vị đầu trọc, thân mặc y phục trắng, hai tay chắp lại đang ở phía trên đỉnh đầu giường của tôi. Ngài hiện bán thân, hơi nghiêng về hướng tôi, dáng vẻ cực kỳ trang nghiêm. Thanh âm hùng hậu vẫn vang to. Lúc đó, tôi cảm giác từ đầu trở xuống và tôi cảm thấy toàn thân khinh an dễ chịu khôn tả. Một sức sống sung mãn, đầy năng lượng phủ khắp toàn thân tôi. Tôi thức dậy, nhận ra mình đang ngồi trên giường. Liền đưa tay bật đèn. Đèn sáng. Lúc này tôi vô cùng chấn động, nhưng không hề có cảm giác sợ hãi khủng hoảng sau cơn ác mộng, mà chỉ có niềm cảm kích, xúc động tri ân
vì mình đã được sống lại, hồi sinh từ cõi chết. Tôi xúc động đến toàn thân phát run, vì Bạch Y đã biến mất tiêu rồi, hoàn toàn không còn thấy đâu nữa. Nhưng trực giác tôi cảm nhận rất rõ, đó là nhờ vị Bạch Y đó, người đầu trọc đó, đã cứu tôi. Chính ông ta có sức mạnh uy thần rất diệu kỳ, đã ban cho tôi sinh mạng mới. Tôi ráng kềm chế bản thân và lấy lại bình tĩnh, sau đó chỉnh trang y phục, hướng về chỗ hòa thượng áo trắng vừa xuất hiện ban nãy, quỳ xuống lễ ba lễ. Kể đến đây, ác sẽ có người hỏi: vì sao anh biết niệm chú? Anh bình thường có tin Phật không? Chẳng phải anh toàn làm việc xấu không hả? Vì sao anh lại có thể tin Phật và biết niệm chú ngay trong mộng như vậy? Chà, nói đến đây không thể không giải thích. Quả tình tôi có nhân duyên cực kỳ sâu với lục tự Đại Binh Chú. 10 năm trước, tôi tình cờ nghe được đĩa nhạc sướng tụng chú này, lập tức sinh tâm ưa thích cực kỳ. Vì vậy mà suốt bao năm nay, hữu ý vô ý gì cũng niệm, cũng ngâm nga chú này hết. Dù tôi hoàn toàn mù trớt về Phật Pháp, song tôi cảm nhận chú này có hiệu quả rất tốt. Bằng chứng là lúc tôi ra ngoài làm việc, mấy lần bị bệnh nặng cấp tính khó hiểu, chẳng hạn như tim bị đau thắt, như có vô số mũi kim châm vào, hoặc toàn thân co rút, phát run lập cập. Nhờ nhất tâm niệm chú này mà tôi thoát khỏi cơn đau. Do vậy mà bình thường bất kể ngày đêm, tôi luôn niệm chú này, quanh năm không gián đoạn. Những ai biết đạo chắc hiểu rõ uy lực thần diệu của chú này hơn tôi. Quay lại chuyện hồi nãy, sau sự việc đó, tôi rất muốn tìm hiểu vì Bạch Y xuất hiện trong mộng hiển linh cứu tôi, đó là Bồ Tát nào? Bồ Tát Quan Thế Âm thì không phải rồi, vì tượng Ngài tôi đã từng thấy qua. Nếu là Phật, cũng không giống. Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không lý giải được, liền hỏi người nhà, nhưng ai cũng chế nhạo, chê cười tôi. Họ nói, do tôi bệnh nên thấy ác mộng và không thèm đếm xỉa gì đến lời tôi. Hễ tôi có bàn nhắc gì thêm thì họ nói tôi bị điên. Lúc đó tôi rất khổ tâm vì không ai thèm tin mình, đành âm thầm tìm tòi. Tôi nghĩ Bồ Tát xuất hiện tại hướng Tây, mà phía Tây là hướng chùa Phật Quang. Đúng lúc đó, ở địa phương kêu gọi giúp đỡ chùa Phật Quang đang xây dựng, tôi từng ghé qua chỗ này rồi nên quyết định đến đó xem, hy vọng tìm được đáp án. Thế là hôm ấy, tôi cùng với người bạn đi chùa Phật Quang, gặp lúc các thầy lên điện tụng kinh, tôi nghĩ mình phải lên tụng theo họ. Lúc đó nhằm buổi chiều, các sư dâng hương xong thì bắt đầu tụng cuốn kinh rất dày, tên là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Tôi cũng tụng theo. Xưa nay tôi chưa tụng qua kinh này bao giờ, nên đọc rất vất vả, khó khăn. Nhưng tôi nghĩ mình phải kiên nhẫn, miệng tôi khô khốc, khó thể tụng. Tôi đành nhìn theo kinh tụng thầm, và tôi hết hồn khi thấy cảnh tượng trong kinh tả giống hệt như cảnh mộng mà tôi từng thấy qua. Trong địa ngục có giường biến đầy khắp nơi, một người thọ tội tự thấy thân mình nằm chật giường, ngàn vạn người thọ tội cũng thấy thân mình chật cả giường. Trời ơi, tụng đến đây thì tôi hết sức kích động, toàn thân phát run không kềm được. Tôi ý thức rằng điều mình khổ công truy tìm sắp có kết quả. Đột nhiên, tôi nhớ là ngày hôm đó, khí trời nóng nực cực kỳ, nhưng toàn thân tôi cứ suốt mồ hôi lạnh, bởi vì thấy kinh văn miêu tả quá giống với cảnh mộng của mình. Có thể là do quyển kinh quá dày, hay còn nguyên nhân nào khác nữa mà tôi không biết, vì các thầy tụng đọc được nửa tiếng thì tuyên bố tạm nghỉ. Lòng tôi hoang mang, lo sợ, không biết phải làm gì, bèn bỏ ra đứng sớ rớ trước cổng chùa. Thấy gần cổng có một hòa thượng đang trò chuyện với một số hương khách, tôi thu hết can đảm bước tới, liền thưa hỏi. Tôi nói với thầy rằng trước đây con có mơ thấy một ác mộng, cảnh tượng giống y như trong kinh đã tả về địa ngục vậy, nhưng mà sau đó có một vị sư xuất hiện đến cứu con. Lúc đó con niệm lục tự Đại Minh chú, hòa thượng ấy cũng niệm chú này. Vậy những chuyện đó có thật không? Vị sư lại nhìn tôi và nói rằng đây không phải là chuyện giỡn chơi, anh chớ nên nói đùa như thế.
tôi lại vội vàng muốn hỏi thầy rằng, thưa thầy, vị sư cứu con là Bồ Tát nào vậy? Thầy lại trả lời tôi, thời đến thì anh sẽ tự hiểu thôi. Sư chỉ đáp như vậy. Lúc này bên trong hồi trống vang lên, tôi nghe mọi người nói đến giờ tụng kinh rồi. Tôi cảm thấy rất mờ mịt, nhưng vị sư kia đã bỏ đi vào trong, không nghe tôi hỏi gì nữa. Do nghiệp chướng sâu nặng, hôm đó tôi không được đáp án nhiều. Nhờ tụng kinh Địa Tạng mà biết cảnh địa ngục trong kinh tả giống y như cảnh mộng của tôi thôi. Tôi cũng không biết gì về kinh Địa Tạng, cũng chẳng rõ Bồ Tát Địa Tạng là ai, nhưng tôi đoán có lẽ là Bồ Tát Địa Tạng cứu tôi. Nhưng rốt ráo là sao thì tôi vẫn chưa minh bạch. Được một thời gian, Hồng cư sĩ gọi điện cho tôi nói, Hào nè, tôi có một cuốn kinh Địa Tạng, chú có muốn tới xem không? Tôi vội đến chỗ anh. Anh đưa cho tôi một cuốn kinh Địa Tạng in rất tinh xảo và nói, bên trong có hình Bồ Tát Địa Tạng đẹp lắm. Tôi mở sách ra xem. Ôi thôi, đúng là ông này rồi, đúng là ông này rồi. Ôi chao ơi, hòa thượng tôi mơ thấy tướng mạo giống hệt như thế này nè. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Tôi cảm động quá, cung kính để sách lên đầu và chí thành niệm danh Bồ Tát Địa Tạng. Tôi nói với Hồng cư sĩ rằng, cho tôi thỉnh về nhà xem. Hồng cư sĩ ưng thuận. Sau khi cáo từ Hồng cư sĩ, về đến nhà, tôi mở sách ra, bắt chước trong chùa tụng kinh. Bắt đầu từ đó trở đi, tôi và Hồng Quynh thường cùng nhau đến chùa Phật Quang thỉnh kinh về xem. Tại đây, tôi được nhiều cư sĩ hướng dẫn chỉ bày thêm, dốc sức học tập Phật Pháp. Hồng cư sĩ lớn hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi cùng nhận thức sâu xa rằng chỉ có học Pháp, tu theo Phật dạy mới là con đường tốt nhất cho cuộc sống. Chúng tôi dốc sức tham gia các hoạt động Phật sự, siêng tụng kinh, phóng sinh, lo bồi dưỡng thiện căn, tiêu trừ nghiệp chướng, chăm chỉ tu hành. Hồng cư sĩ đời trước vốn là trồng thiện căn sâu dày. Mới đầu thì anh nói với tôi, muốn học Phật trước tiên phải quy y Tam Bảo, xây dựng niềm tin căn bản cho tốt. Anh rủ tôi cùng đi quy y, nhưng tôi không chịu, nên anh đi quy y trước. Dưới sự chỉ đạo của Hồng Quynh, cộng thêm bản thân không ngừng học tập, niềm tin Phật Pháp tăng mạnh, tôi đã phát tâm quy y. Nhật nguyệt xoay vần như thoi đưa, thời gian qua mau như tên bắn, kiếp nhân sinh ngắn ngủi nhưng nhiều khổ đau, mạng sống vốn vô thường. Đức Phật vĩ đại đã chỉ ra con đường tu hành sáng lạng cho chúng ta. Đây là con đường hạnh phúc, là may mắn cực lớn cho chúng sinh. Chúng ta cần phải trân quý, tinh tấn không lười, phải niệm niệm tu hành để thành tựu trí huệ vô thượng, hầu báo đáp Phật ân. Trước khi dừng bút, tôi xin trích dẫn những lời Phật thuyết dặn dò cứu độ nhân thiên trong kinh Địa Tạng. Này Địa Tạng, tâm tính của chúng sanh trong cõi diêm phù đề không định, phần đông đều quen theo thối ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thoái thức, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra 100.000 ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông, mẩy trần, hạt cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thoái thức. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo, bị đọa vào chốn ác đạo. Đến khi bị đọa vào ác đạo, vừa bước đến cửa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó.
ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Đọc đoạn văn này xong, chúng ta cùng tĩnh tâm suy gẫm. Ác sa hiểu vì sao tôi được cứu, và cũng rõ được uy thần thệ nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Ngài rất từ bi, có đại thần lực, có biện tài bất khả tư nghị. Bồ Tát một bề ở bên chúng ta, hộ niệm ta, xưa nay chưa bao giờ quên thệ nguyện của Ngài. Nếu như đời này tôi không thành tâm quy y Tam Bảo, quy y Bồ Tát Địa Tạng, quyết lòng tu sửa, hành theo đạo vô thượng, thì căn cứ theo ác nghiệp mình gây tạo, sau khi mãn thân người rồi, chắc chắn tôi sẽ đọa địa ngục vô gián, vạn kiếp khó ra. Vì những tội lỗi tôi đã làm, đáng phải chịu báo như thế. Mấy tháng cuối năm nay, tôi vui học đạo cùng đông đảo chúng cư sĩ. Nhờ các pháp lữ dạy khuyên, khi thực hành cùng tập thể pháp lữ tại nhà, tôi thầm cảm nhận được sức gia trì hộ vệ của đoàn thể phi thường, mạnh mẽ và tốt lành. Càng cảm động và thầm mừng cho phố Mai Châu có được đạo tràng tốt. Dưới sự hướng dẫn thông tuệ của Thầy trụ trì Binh Huệ, Ngài hóa độ tứ chúng nỗ lực tinh tấn tu không lười. Người khắp nơi đổ về viếng chùa lễ bảo tháp thiên Phật trang nghiêm, lắng nghe đại sư khai thị, tiếp thu chánh pháp, tịnh hóa tâm linh, tẩy sạch trần cấu, hiển lộ bồ đề. Tôi từ một kẻ hung dữ tục tằn, không biết đạo, nhờ Phật Pháp mà chuyển hóa, mà thay đổi cuộc đời theo hướng tốt. Mong quý vị đọc truyện của tôi thu được nhiều lợi ích. Khâu Kiền Hào, kính bút. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ muôn loài. Nguyện những ai đọc xem đều phát tâm bồ đề, mãn một báo thân này, đồng sinh cõi hạnh phúc. 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 Một, nhà vua và người nghèo có vợ đẹp, đêm dài cho kẻ thức. Đức Phật dạy câu này khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba Tư Nặc ở Kosala và một người. Vào một dịp lễ, vua Ba Tư Nặc ở Kosala cưỡi do trắng Bundarika trang hoàng lộng lẫy diễu hành khắp thành. Đến lúc sắp giải tán, dân chúng bị ném đất loạn xạ, đập bằng gậy chạy lung tung, nhưng vẫn ngẩng cổ nhìn xem. Nhà vua được phước báo như thế do bố thí, giữ giới và làm nhiều công đức. Trên tầng lầu chót một tòa nhà 7 tầng, có thiếu phụ vợ một người nghèo,
mở cửa sổ nhìn vua, xong lui vào. Cô ta hiện ra trước mắt nhà vua như dần trăng rằm rồi lẫn vào đám mây. Quá say đắm, nhà vua suýt té nhào khỏi lưng voi. Kết thúc thật nhanh cuộc diễu hành, vua trở về hoàng cung hỏi viên quan thân tín có thấy thiếu phụ hay không, và ra lệnh đòi ông chồng đến. Ông ta hiểu ngay mạng sống bị đe dọa là vì cô vợ, nhưng không dám cãi lệnh. Ông đến hầu vua và bị xung vào đội lính hầu. Ông ta từ chối, xin trả tiền sâu nhưng không được. Nhà vua muốn kết tội và giết ông ta để đoạt cô vợ. Phần ông ta vì sợ chết cũng hết lòng phục vụ nhà vua. Lửa ái nơi vua càng lúc càng tăng. Vì không tìm thấy chút lỗi nào, vua bèn sai ông ta ra bờ sông tìm cho được đất đỏ với bông súng màu trắng và màu xanh. Nếu không có mang về kịp giờ vua tắm, sẽ bị tội chết. Ông ta hốt hoảng về nhà, hối vợ cơm nước. Không kịp chờ cơm chín, ông vội múc đại gạo vừa mới sôi, lỏng bỏng như cháo, thêm một ít cà ri gói vào giỏ, vội vàng lên đường. Khi ông vội vàng đi như thế, thì cơm cũng vừa chín tới. Ông để riêng một phần cơm ngon và bắt đầu ăn. Kịp có khách, ông ta mời ăn luôn phần đã để dành. Ăn xong, ông ta dứt một nắm cơm xuống hồ, súc miệng và lớn tiếng khấn nguyện long thần hồ này xin cho ngàn phước báo cho bố thí thức ăn cho người khách và trăm phước báo do bố thí cơm gạo cho cá dưới hồ. Tất cả đều hồi hướng đến long thần và hãy mang đến cho ông đất đỏ với bông súng màu trắng và xanh. Ông lặp lại lời khẩn cầu đến 3 lần. Long Dương ở đó nghe hết lời khấn, quá thành ông lão đến gặp người lính hầu, hỏi lại kỹ. Sau khi nghe người lính hầu nói lại 3 lần hồi hướng hết công đức bố thí, Long Dương bèn mang đất đỏ với bông súng đến. Nhà vua sợ người lính hầu hoàn thành sứ mạng nên đã ra lệnh đóng cửa và niêm phong rất sớm. Do đó tuy người lính đến kịp lúc, vẫn không thể dâng vua đất và hoa được, dù đã xin lính gác mở cửa. Ông thất vọng, lòng ngổn ngang, không biết tính sao. Cuối cùng, ông đặt tảng đất đỏ nơi gạch cửa và treo bông súng lên cánh cửa, la to: Hỡi mọi người trong thành, xin hãy làm chứng cho tôi đã hoàn thành sứ mạng vua giao phó. Vua đang tìm hết cách hại tôi một cách vô cớ. Người lính hầu la lên 3 lần như thế, bối rối không biết đi đâu ẩn trú, nghĩ đến chư tăng và lòng nhân từ, liền đến tỉnh xá ngủ lại. Nhà vua suốt đêm không thể nào chợp mắt được, vì lửa ái thiêu đốt tâm can. Vua chờ trời hé sáng để giết người chồng và mang người vợ về cung. Đang trằn trọc, vua nghe được 4 âm thanh. Nguyên do là có 4 người bị đọa vào địa ngục rộng đến 60 dặm, bị nấu sôi sục như hạt gạo nấu hầm trong nồi nung suốt 30 năm xuống tận đáy địa ngục, và sau 30 năm nữa trồi lên miệng địa ngục nhìn lẫn nhau. Muốn đọc một câu kệ cũng không nổi, chỉ bập bẹ vài chữ rồi lại rơi tởm vào địa ngục trở lại. Vua nghe những âm thanh trên sau nửa đêm, hốt hoảng và sợ hãi. Vua hoang mang không hiểu có phải mình đã tới số, hay chánh hậu tận mạng, hay dân quốc tận diệt, và thức luôn đến sáng. Trời sáng rồi, vua cho mời vị tư tế đến hỏi xem đó là điềm báo gì qua 4 âm thanh đã nghe là du sa na so. Vị Bà La Môn tư tế hoàn toàn không biết gì về ý nghĩa, nhưng sợ lộ ra sự ngu dốt của mình sẽ mất hết lợi danh nên đáp càng: Ồ, trầm trọng lắm tâu bệ hạ. Vua hỏi dồn: Xin thầy nói rành mạch hơn. Có nghĩa là bệ hạ sắp lìa đời. Vua càng kinh hãi ú ớ hỏi tiếp: Không có cách nào ngăn được sao? Tâu bệ hạ, có. Xin ngài đừng sợ. Trong 3 bộ vệ đà chỉ rằng phải tế lễ nhiều sinh vật thì có thể cứu mạng bệ hạ. Ta phải tìm thứ gì? 100 voi, 100 ngựa, 100 bò đực, 100 bò cái, 100 dê, 100 lừa, 100 ngựa giống, 100 cừu, 100 gà, 100 heo, 100 con trai, 100 con gái. Sở dĩ vì Bà La Môn đòi nhiều thứ như thế, vì chỉ nói tên thú rừng không sẽ mang tiếng là muốn ăn thịt, do đó ông ta cần thêm voi, ngựa và người. Vua muốn cứu mạng mình với bất kỳ giá nào nên ưng thuận. Theo Tương Ưng Bộ Kinh, mỗi loài lên đến 500.
dân chúng xót thương la khóc nghe như tiếng trái đất nứt vỡ. Hoàng hậu Mạc Lợi, Malika nghe tiếng kêu khóc inh ỏi, hỏi vua: Đại vương, làm sao mà các căn của ngài hỗn loạn và mệt mỏi thế? Mạc Lợi, bà không biết một con rắn độc lọt vào tay ta sao? Và vua kể lại mọi sự. Hoàng hậu bảo thẳng với vua: Bệ hạ quả là kẻ thiếu trí. Trong kho không thiếu chi các món ngon vật lạ. Bệ hạ cai trị cả hai vương quốc, nhưng thật sự bệ hạ lại là kẻ thiếu trí. Vua ngạc nhiên hỏi lại và được hoàng hậu giải thích: Có bao giờ bệ hạ nghe rằng phải hy sinh mạng người khác để cứu sống mình không? Chỉ vì người bà la môn ngu xuẩn kia đã nói rằng, mà suýt chút nữa bệ hạ đẩy dân chúng vào bể khổ. Đức đạo sư đang ngủ trong tinh xá gần đây, bậc thầy của trời và người, bậc thắng tri của tam thế, bệ hạ hãy đến thỉnh cầu ngài chỉ giáo. Nhà vua và hoàng hậu đến tịnh xá gặp Phật. Được Phật hỏi vì việc gì mà đến muộn, nhà vua vẫn còn ám ảnh vì nỗi sợ chết không thốt nên lời, chỉ đảnh lễ rồi đứng im đó. Hoàng hậu Mạc Lợi thay lời trình bày và được Phật dạy: Âm thanh vua nghe được là tiếng rên xiết của kẻ xấu ác bị khổ hình. Vua tò mò hỏi: Bạch Thế Tôn, họ đã tạo nghiệp gì? Phật kể lại chuyện quá khứ, lò địa ngục. Vào thời xưa, khi con người sống đến 20.000 tuổi, Phật Ca Diết xuất hiện. Trên đường du hóa với 20.000 tỳ kheo lậu tận, Phật đến thành Ba La Nại. Dân trong thành từng nhóm 2-3 người hoặc đông hơn cúng dường thức ăn. Lúc đó có 4 người con của một thương buôn giàu có, sản nghiệp mỗi người lên đến 400 triệu và rất hòa thuận với nhau. Một hôm họ bàn với nhau, sao không cúng dường tạo công đức giữ giới hạnh vì một vị Phật đang du hóa. Nhưng không ai tán đồng, kẻ thì ưa chè chén say sưa, người thì đắm say trong cơm thịt béo bở hoặc của ngon món lạ nấu nướng cầu kỳ. Có tên còn đòi tung tiền mua chuộc vợ người và cướp đoạt để tiêu khiển. Cả bọn tán đồng ý kiến này và làm theo. Cứ như thế họ phạm tội tà dâm suốt 20.000 năm. Đến lúc mạng chung bị đọa vào địa ngục A Tỳ, bị khổ hình đau đớn trong thời kỳ giữa hai vị Phật ra đời. Vì quả báo ác nghiệp chưa tiêu, tái sanh họ lại bị đọa vào thiết địa ngục lớn 60 dặm. Sau khi chìm xuống tận đáy địa ngục 30.000 năm, họ bị trồi lên cũng 30.000 năm. Mỗi người đều mong muốn đọc lên một câu kệ, nhưng chỉ thốt được một dần đầu, rồi lại rơi vào thiết địa ngục. Phật hỏi nhà vua: Bệ hạ nghe được chữ gì? Bạch Thế Tôn, chữ du. Phật liền đọc hết câu kệ mà kẻ chịu tội muốn thốt lên. Sau đó, ngài bảo vua nói tiếp các chữ còn lại và bổ túc thành 4 bài kệ như sau: Du, tạo ác nghiệp một đời, có của chẳng thi ân, tài sản dù ức triệu, không cứu nổi mạng thân. Sa, 60.000 năm dài, tạo tác bao nghiệp ác, địa ngục nung nấu sôi, biết bao giờ được thoát. Na, chẳng có ngày được thoát, thoát từ đâu có được, do xa xưa mình đã gây bao điều ô trược. So, xin hứa chắc từ đây, nếu tái sanh làm người, quyết bố thí trì giới, làm việc thiện đời đời. Thế Tôn đọc và giải thích từng câu kệ, vua nghe qua chuyển động cả tâm gan, hiểu rằng tội tà dâm quả thật là nghiêm trọng, sẽ bị đọa địa ngục trong thời kỳ giữa hai đức Phật, rồi qua thiết địa ngục chịu khổ hình thêm 60.000 năm chưa chắc đã mãn. Nhớ lại mình cũng sắp phạm tội, vua tự hứa từ đây dứt hết lòng tham dục vợ người và thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay con mới biết đêm dài đối với kẻ thức. Người lính hầu của vua ngồi gần đó cũng thưa: Bạch Thế Tôn, hôm qua con mới biết đường dài cho kẻ mệt. Thế Tôn nối kết hai câu trên và pháp cú: Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài
kẻ ngu, không biết chơn diệu pháp. Vua đảnh lễ Thế Tôn xong, trở về ra lệnh thả hết người và vật tế lễ. Họ được rứa nước trên đầu, trở về nhà và đồng thanh tán thán hoàng hậu Mạc Lợi, chúc bà được khang an trường thọ. Buổi chiều chúng tăng tụ họp trong pháp đường, bàn tán về trí tuệ của Mạc Lợi. Đức Phật đang ở trong hương thất, nghe được, liền và pháp đường ngồi tòa báo Như Lai và kể. Chuyện quá khứ, vua Ba La Nại và hoàng hậu Dina. Xưa kia một hoàng tử đến khấn với vị thần Cây Đa, nếu được thần phù hộ lên ngôi báo, sẽ lấy máu của 100 vua và hoàng hậu xứ Diêm Phù Đề này tế thần. Khi vua cha băng hà, hoàng tử giữ lời hứa chinh phục các vua khác, từng người một đủ 100 vua và hoàng hậu đem đến gốc cây nọ, định sẽ bắt uống thuốc độc cho chết. Riêng hoàng hậu Dina của vị vua trẻ tuổi nhất được tha mạng vì đang có mang. Thần cây sợ các hoàng tộc xứ Diêm Phù Đề bị tiêu diệt và rễ cây đa bị ô nhiễm do lòng tin mù quáng của hoàng tử. Tự nghĩ sức mình không đủ, thần cây liền đến cầu cứu các vị thần khác, nhưng đều bị từ chối. Thần đến trời Kakavala rồi tứ thiên dương cũng không nhận lời. Cuối cùng đến trời Đế Thích, thần mạnh miệng quy cho Đế Thích chịu trách nhiệm về dòng máu hoàng tộc. Do đó được Đế Thích tuy không trực tiếp ngăn chặn hành động của hoàng tử, nhưng bày mưu cho thần. Thần sẽ khoác áo choàng đêm, ra khỏi cây, giả bộ cho vua thấy là muốn đi xa, để vua cầm giữ lại. Lúc đó, thần sẽ ra điều kiện cho vua là phải có mặt hoàng hậu Dina của vua Ugasena mới đúng với lời hứa khi trước. Và bà ta sẽ dạy giáo pháp cho nhà vua, đồng thời sẽ cứu mạng cho các vua và hoàng hậu này. Thế là hoàng hậu Dina được đưa đến. Bà chỉ tiến tới trước chồng mình, vua Ugasena đảnh lễ, cho rằng ông này đang ngồi ở vòng ngoài của 100 vua thua trận. Vua Ba La Nại bị xúc phạm, tỏ thái độ bất bình, bà bèn nói: "Tôi có bổn phận với bệ hạ không? Vị vua của tôi đây là người ban quyền lực cho tôi, tại sao tôi có thể bỏ ông ta để đảnh lễ bệ hạ?" Thần cây quan hô bà, tung qua trước mắt đám đông tụ họp. "Hoàng hậu thật khéo nói." Vua Ba La Nại bảo: "Bà không đảnh lễ ta cũng được, nhưng sao không đảnh lễ thần cây này? Ông ta có quyền lực nhiệm màu, đã ban cho ta quyền thống trị và quy lực của một vị vua." "Tâu bệ hạ, bệ hạ đã chinh phục các vua này bằng tài sức của chính mình. Thần cây chẳng hề đánh bại họ rồi đưa về cho bệ hạ." Bà nói tiếp: "Bệ hạ bảo thần cây có quyền lực nhiệm màu, thế bên trái của thần có một cây đang bốc cháy, sao thần không dùng phép tắt lửa đi?" Thần cây lại tung hô bà như trước: "Hoàng hậu thật khéo nói." Hoàng hậu vừa nói vừa khóc và cười, vua cho bà mất trí. Nhân đó bà kể lại: "Người đàn bà giết con cừu. Thổ xưa, tôi sinh vào một gia đình gia giáo. Bạn của chồng đến chơi, tôi nhờ nữ tỳ mua thịt về nấu cơm đãi khách. Cô ta tìm khắp chợ không có, vì thấy một con cừu nằm gần nhà, tôi cắt cổ làm thịt. Do ác nghiệp đó, tôi chết đi, bị đày vào địa ngục. Sau bao khổ hình, do quả báo chưa hết, đầu tôi bị cắt nhiều lần bằng số lông cừu. Nếu vua giết hết những người này để tế thần, thì biết bao giờ mới hết khổ đau. Tôi đã khóc vì nhớ đến nỗi khổ trước kia." Bà đọc kệ: "Do tội cắt cổ cừu, đầu tôi phải rơi đổ nhiều lần bằng số lông của chiếu cừu khốn khổ. Nếu vua định giết chết chừng ấy số sinh linh, biết làm sao lường hết nỗi thống khổ điêu linh." Bà đã cười vì vui mừng thoát được khổ ách đó. Thần cây lại tán thán bà: "Vua giật mình vì suýt nữa đã phạm tội ác, không biết bao giờ mới rửa sạch được. Vua ra lệnh thả hết các vua, đảnh lễ những người lớn tuổi và chào kính những người trẻ hơn mình, xin mọi người tha thứ cho mình và cho họ trở về xứ sở." Phật kể chuyện xong bảo chúng tăng: "Không phải bây giờ Mạc Lợi cứu mạng nhiều người, mà trong kiếp trước bà cũng đã làm như thế. Lúc đó
Vua Ba La Nại là vua Ba Tư Nặc, hoàng hậu Dina là Mạc Lợi và thần cây là Thế Tôn. Đức Phật dạy tiếp rằng đoạt mạng sống của chúng sanh là không bao giờ đúng pháp, mà còn chịu khổ ách lâu dài. Ngài đọc kệ: Người nếu biết khổ đau bắt nguồn từ sự sống, không còn đoạt mạng sống của người để chịu phiền. Một tăng sinh khó dạy, tìm không được bạn đường. Đức Phật dạy câu này tại Xá Vệ, liên quan đến đệ tử của trưởng lão Đại Ca Diếp. Trưởng lão lúc đó ngụ tại hang Pipphali, có hai đệ tử theo hầu. Một người làm tròn bổn phận, người kia luôn lẩn tránh công việc, thậm chí còn giành công trạng của bạn đồng môn. Tức là khi bạn mình đã chuẩn bị nước tắm cho thầy xong, anh ta vội báo cho thầy để lập công. Anh bạn thấy thế bèn chơi khăm một vố. Khi bạn lười đi ngủ sau giờ cơm trưa, anh đun nước tắm cho thầy xong, đổ vào dại đựng để ở nhà sau, chỉ chừa lại một ít trong nồi đun. Thức dậy, bạn lười thấy nồi đun bốc hơi, đinh ninh nước đã đun xong, và mang vào phòng tắm, liền chạy đi báo thầy như mọi lần. Trưởng lão bước vào phòng tắm, chẳng thấy nước, chỉ cho bạn lười. Quảng hồn, anh vào nhà bếp cầm giá quậy trong nồi hơi, thấy cạn queo. Anh bực mình mắng bạn là đồ đểu, và lúng ta lúng túng đến chỗ tắm ngoài sông múc nước. Đã thế trở về, còn bị trưởng lão gọi đến dạy bảo: Một tỳ kheo không được nói mình làm xong khi không phải chính mình làm. Khi ta bước vào thấy không có nước, người lại bực bội cầm bình đi. Một vị tăng không được hành động như vậy. Tăng sinh lười đó rất mực giận dữ, cho rằng chỉ vì mấy giọt nước mà thầy la mắng mình như thế. Ngày hôm sau, anh không thèm theo thầy đi khất thực nữa. Trưởng lão phải đi với tăng sinh kia. Khi cả hai đi xa, tăng sinh mang trá đi đến nhà cư sĩ hay hộ cho trưởng lão, bảo rằng ngài khó ở, không đi bát được và xin cúng dường thức ăn. Cư sĩ làm theo, anh ta nhận lấy và ăn hết một mình trên đường về tỉnh xá. Hôm sau, trưởng lão đến nhà cư sĩ, ông ta vui mừng thấy ngài bình phục và còn bảo là nhờ thức ăn do ông ta cúng dường. Trưởng lão không thốt một lời, về tỉnh xá răng đe anh đệ tử mang trá: Ta đã biết hành động của ngươi hôm qua, hạnh xấu này không phù hợp với một người đã từ bỏ thế gian. Ngươi không được ăn thực phẩm do gợi ý. Tăng sinh lười bừng lên ác cảm đối với thầy mình. Anh nghĩ rằng chỉ vì mấy giọt nước thầy mắng mình là nói dối, bây giờ chỉ một nắm cơm của tín thí thầy cấm không cho ăn, vì cho là mình đã gợi ý mưu toan. Thầy còn cho bên kia một bộ y, quả là thầy đối xử với mình quá tệ bạc, mình phải trả thù mới được. Thế rồi hôm sau, trong khi trưởng lão đi khất thực, ở lại tỉnh xá một mình, anh ta lấy gậy đập hết đồ dùng để ăn uống, nổi lửa đốt lều cỏ của trưởng lão, sau đó dùng búa đập tan nát những gì không cháy hết. Mạng chung anh ta đọa vào địa ngục A Tỳ. Dân chúng đều bàn tán chuyện trên. Có một vị tăng rời dương xá đến kỳ viên giếng Phật, được Phật hỏi thăm sức khỏe trưởng lão Đại Ca Diếp, liền thuật lại tự sự. Phật giải thích không phải lần đầu anh ta nổi giận vì bị khiển trách, mà trong tiền kiếp cũng đã từng làm như thế. Và Phật kể: Chuyện quá khứ, con khỉ và chim Simjila. Thời xưa khi Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, một con chim Simjila làm tổ trên vùng Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm vào mùa mưa, một con khỉ đến đó run rẩy vì lạnh. Chim thấy vậy bèn đọc kệ: Như người, này anh khỉ, anh có đầu, tay, chân, lý do gì bào chữa, không làm nhà che thân? Khỉ nhận đúng như thế, nhưng biết không đủ trí khôn để cất nhà. Này chim Simjila, đầu và tay chân ta tuy là giống người thật, nhưng người thông minh thật, còn ta tìm không ra. Chim nghe qua hiểu ngay, kẻ như thế không thể nào ở trong nhà, đáp với giọng khinh bỉ: Kẻ nào không kiên định, bộp chộp và gian dối, không giữ được giới hạnh, sẽ không được phúc lành.
Này anh bạn khỉ ơi, hãy cố gắng tới nơi, cố hết sức mình để từ bỏ những thói xưa, xây một lều cho khỏi trung lạnh vì gió mưa. Khỉ bị mắng nhiếc, bừng giận, phen này quyết ra tay cho chim biết hạnh phúc là gì. Nó phá tan nát tổ chim tung ra gió, chim thoát được bay mất khi khỉ tóm lấy tổ. Rồi Thế Tôn hợp nhất những nhân vật trong bổn sanh. Khỉ lúc đó là Sa Di đốt nhà, chim Xin Ghi La là Đại Ca Diếp. Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Sa Di đốt nhà. Vì bất bình khi bị khiển trách, trong tiền kiếp cũng đã làm như thế. Ca Diếp, đệ tử ta nên sống một mình hơn là với kẻ cuồng dại. Và Thế Tôn nói pháp cú: tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Kẻ giận rủi trong nhà: con tôi, tài sản tôi. Thế Tôn đã dạy câu trên khi ở Xá Vệ, liên quan đến chưởng khố A Nan. Chưởng khố keo kiệt. Chưởng khố A Nan ở Xá Vệ gia sản lên đến 800 triệu, nhưng lại là nhà đại keo kiệt. Cứ mỗi nửa tháng ông triệu tập thân tộc và dạy con trai là Mulasiri 3 điều. Đừng tưởng rằng 800 triệu là món tiền lớn, có được của chứ bao giờ cho ai. Luôn luôn ráng kiếm thêm nhiều nữa, nếu hơ hỏng tiền bạc sẽ lọt qua kẻ tay, tuy từng chút nhưng chắc chắn của cải sẽ bay mất. Và kết luận: xem kìa hương sắc phai dần, kiến tha về tổ chuyên cần làm sao. Ông kia hút mật siêng năng, người khôn chăm sóc kỹ càng gia đình. Sau đó ít lâu, ông chỉ chỗ 5 kho của cải cho con trai rồi qua đời, bị ô danh vì tính keo kiệt. Ông đầu thai vào một trong số 1000 nhà chiên Đà La tại một ngôi làng kế Xá Vệ. Vua hay tin phong cho con trai thừa kế ông làm chưởng khố. Kẻ giận rủi trong nhà: ngàn gia đình này làm thuê kiếm sống, nhưng kể từ ngày bà mẹ mang thai ông, họ không kiếm ra nổi một đồng bạc cũng như một méo gạo để nuôi thân. Họ xì xào với nhau: cậu đang làm lụng mà không đào ra nổi một hộp cơm, chắc phải có một tên giận đen trong chúng ta. Họ chia ra 2 nhóm, điều tra cặn kẽ, loại ra tên xấu số đó và đuổi mẹ ông đi. Từ lúc mang thai ông, bà phải vất vả lắm mới sống lay lất qua ngày, cuối cùng cũng sinh được bé trai. Tay chân mặt mũi miệng cậu bé không nằm đúng chỗ, nên trông cậu bé thật quái dị, y như một tên quỷ đen đuổi gớm ghiếc. Tuy vậy bà mẹ vẫn không bỏ rơi đứa con mang nặng đẻ đau, tình mẹ thật bao la. Bà rất chật vật để nuôi con, nếu mang theo ra đường thì chẳng nhận được gì, nếu để ở nhà thì còn được chút ít. Cậu bé lớn lên và khi đến tuổi xin ăn được, bà mẹ đặt một miếng sành vào tay bảo: mẹ con ta thật khốn đốn cùng quẫn, mẹ không nuôi nổi con nữa, con hãy đi xin. Trong thành người ta bố thí cho người nghèo và du sĩ. Cậu bé đi xin từng nhà, cuối cùng đến nhà mà trong kiếp trước cậu là chưởng khố A Nan. Nhớ lại tiền kiếp, cậu bước thẳng vào trong, qua hết 3 phòng mà chẳng ai trông thấy. Đến phòng thứ 4, mấy đứa con nhỏ của chưởng khố Mulasiri hoảng sợ bật khóc. Đám gia nhân rượt đẩy cậu ta đánh đuổi đi: cút đi, cút đi, tại sao dám vào đây? Cút đi, quái vật hết nước nói à. Rồi xô cậu vào đống rác. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang đi khất thực với trưởng lão A Nan và đến đúng nhà ấy. Để trả lời câu hỏi của trưởng lão, Thế Tôn kể sự tình. Trưởng lão gọi Mulasiri đến, thế là đám đông tụ tập quanh. Mulasiri không nhìn ra ai khi Thế Tôn chỉ tên ăn mày. Thế Tôn bảo: đó là cha ngươi. Mulasiri không tin. Phật bảo tên ăn mày, tức chưởng khố A Nan, và chỉ cho 5 kho của cải. Cậu ta chỉ đúng, Mulasiri tin chắc và quy y Phật. Thế Tôn nói pháp cú cho ông:
con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta, ta không có. Con đâu, tài sản đâu? Mời quý vị theo dõi câu chuyện Phật giáo Người dốt hay cải. Một thổi nọ, Đức Phật đang ở trong vườn kỳ thọ cấp cô độc thành Xá Vệ, giảng pháp cho đồ đệ nghe. Thính chúng trong pháp hội này gồm hàng tại gia, xuất gia, đủ cả tứ chúng và vua quan, đại thần, tể tướng, bá quan, vạn dân, hơn 8 vạn người. Gần đến giờ ngọ, các thầy tỳ kheo phân thành từng đoàn bưng bình bát vào thành Xá Vệ khất thực. Trên đường đi vào thành, trời còn sớm, chưa đến giờ ngọ, các thầy tỳ kheo mới bàn với nhau rằng: trời hãy còn sớm, nếu chúng ta vào thành khất thực, e rằng các tín chủ chưa chuẩn bị kịp thức ăn cúng dường. Tốt hơn, để tránh sự phiền lòng vội vã của người tín chủ có thể khởi tâm không được hoan hỷ trọn vẹn, thì chi bằng chúng ta cùng nhau tạm thời đi vào giáo đường của đạo Bà La Môn nghỉ chân một lát, đồng thời cũng để nghe họ giảng đạo ra sao, rồi sau đó đi vào thành khất thực thì có lẽ hợp thời hơn. Nghe vậy, đa số đều đồng ý kéo nhau vào giáo đường Bà La Môn. Các thầy tỳ kheo lễ phép chào hỏi xong, mỗi người kiếm chỗ ngồi nghe theo các đạo trưởng Bà La Môn và đồ chúng của họ luận đạo. Các thầy Bà La Môn bàn cãi đạo lý với nhau, ai cũng tranh phần đúng, ai cũng nói mình có lý, ai cũng nói ý kiến của mình là hợp với chân lý hơn, đáng để thực hành. Các thầy Bà La Môn luận cãi nhau mỗi lúc một sôi nổi, không còn giữ được thái độ bình tĩnh nữa, đưa đến những lời thề thốt văn tục và tiếp theo đó là chân tay gầy gộc. Cuối cùng, trận đấu khẩu luận đạo của họ biến thành trận ẩu đả hỗn loạn. Các thầy tỳ kheo thấy vậy, cùng nhau đứng dậy lặng lẽ bỏ đi để vào thành khất thực. Đến giờ ngọ, các thầy tỳ kheo đều trở về tịnh xá thọ trai. Sau khi thọ trai xong, tăng chúng vây quanh Phật và đem những việc đã nghe thấy ở giáo đường Bà La Môn vừa rồi bạch lên Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, những người đạo Bà La Môn, họ vì tìm chân lý mà biện luận tranh cãi nặng lời, đến nỗi dùng tới dao gậy đã thương nhau. Như thế thì chừng nào họ mới đạt được chân lý? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy để cho chúng con được rõ. Đức Phật mỉm cười hiền hòa đáp: này các con, tất cả đều do si mê mà ra, không phải các người Bà La Môn kia chỉ ngu dốt sân hận ở một đời này đâu. Mà ta nhớ từ thuở quá khứ xa xưa, trong một kiếp nọ cũng ở cõi Ta Bà này, có một nhà vua sùng tín đạo Phật. Ngày ngày ngoài việc triều chính ra, nhà vua còn chuyên cần nghiên cứu thông hiểu nghĩa lý kinh Phật, thực hành lời Phật dạy. Trái lại, đình thần dân chúng trong nước không nhiệt tâm hâm mộ Phật Pháp, không thông hiểu đạo lý của chư Phật. Xem một vài trang kinh sách Phật, rồi họ tưởng đã đủ thông hiểu lời chư Phật dạy. Họ tỏ ra kinh mạng tự cao tự mãn. Vì vậy, tâm trí hiểu biết của họ đối với giáo nghĩa của chư Phật chẳng khác nào như bọt nước trong biển cả, như ngôi sao đối với ánh trăng, như miệng chum đối với quãng trời bao la cao rộng, như ếch ngồi đá giếng, như hồ ao nhỏ bé đối với đại dương. Lại có lắm kẻ còn tin theo giáo thuyết tà ma ngoại đạo để cho quần thần dân chúng tỉnh ngộ, hâm mộ nghiên cứu giáo lý Phật Đà. Nhà vua truyền lệnh tìm hết những người mù trong nước từ thuở còn lọt lòng, tập trung lại tại một nơi trong hoàng cung. Sau hơn 3 tháng trời, những người mù khắp nơi trong nước đều được đưa về triều. Nhà vua lại truyền lệnh các quan trong triều và dân chúng cả nước phải tụ tập ở quảng trường trước cửa ngọ môn hoàng thành để chánh kiến cảnh thí nghiệm hy hữu. Đồng thời, nhà vua cũng ra lệnh cho quan quản tượng dắt voi ra để cho những người mù rờ và cho họ tự do phát biểu ý kiến theo sự hiểu biết của họ. Còn nhà vua thì đích thân chủ tọa cuộc thí nghiệm này. Những người mù được dắt đến vây quanh để họ tùy thích rờ mó voi một hồi lâu, rồi xem họ phát biểu sự hiểu biết của mình. Người rờ trúng chân voi thì nói voi giống như cái cột,
kẻ rờ trúng vành lỗ tai thì nói voi như cái rổ. Người rờ trúng đuôi thì nói voi giống như cái chổi. Kẻ rờ trúng bụng voi thì nói voi giống như cái trống chầu. Kẻ rờ trúng hông voi thì nói voi giống như bức tường. Người rờ trúng lưng voi thì nói voi như mặt bàn. Kẻ rờ trúng ngà voi thì nói voi giống như cái kèn, vân vân. Rồi cả bọn bàn cãi nhau ồn ào để tranh phần đúng về mình. Thấy bọn mù tranh cãi về sự hiểu biết của mình đối với voi, mỗi lúc một ồn ào, không ai chịu thua ai. Họ quờ quạng muốn đánh nhau. Thấy cảnh tượng như vậy, không nén được lòng, nhà vua bật cười to ha hả và phán với thần dân rằng: các quan văn võ triều thần và dân chúng cả nước đối với Phật Pháp hiểu biết chẳng khác nào như những kẻ mù kia hiểu biết về con voi. Rồi nhà vua ngâm lớn kể rằng: thần dân cả nước khác chim mù, Phật Pháp hiển bày vẫn cứ ngu, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng nghiên cứu, ngông nghênh khoe mép tưởng đặc thù. Ngâm xong bài kệ, nhà vua hướng về thần dân giảng nói lớn rằng: ở đời có những kẻ chỉ mới học 5-3 quyển sách, hiểu biết nông cạn như vài bụng cát trong bãi biển, mà cứ tưởng mình thâm hiểu kinh điển diệu lý cao siêu, rồi vênh váo tự đắc, khua môi múa mép, tự cho ta đây là hơn cả. Những kẻ đó chẳng khác nào những kẻ mù rờ voi kia vậy. Nói xong, nhà vua đứng dậy, thành kính chắp tay, ngước mặt lên trời, đọc lời đại nguyện: chúng sanh vô biên, thệ độ hết, phiền não vô tận, thệ đoạn sạch, pháp môn vô lượng, thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Đức Phật thuật câu chuyện trên xong, để giải đáp thắc mắc của các tỳ kheo kia, Ngài hướng về đại chúng mà nói rằng: những người Bà La Môn tranh cãi ẩu đả trong giáo đường của họ mà các con vừa thấy đó, tiền kiếp của họ chính là bọn người mù rờ voi ở thời quá khứ. Họ ngu dốt, không chịu tìm minh sư học đạo, không chịu thân gần thiện tri thức để học hỏi kinh điển, nghiên tầm nghĩa lý chân chánh, chuyên tâm tu niệm mà cứ tranh cãi hơn thua, nên mãi đắm chìm trong ngu dốt. Còn vị vua ở thời quá khứ đó chính là tiền thân của Như Lai ta đây vậy. Câu chuyện bán nghèo. Thuở xưa, ở nước Ấn Độ, có một trưởng giả giàu nứt đố đổ vách nhưng hết sức keo kiệt, thường cắt cổ, lột da thiên hạ với cách cho vay nặng lời. Tánh ông lại còn hung tợn, tàn ác nữa, thật đúng với câu vi phú bất nhân. Ông không có chút từ tâm. Mỗi khi có những kẻ mang công thiếu nợ, không lo trả nổi theo lời hứa hẹn, thì ông sai lũ gia nhân đánh đập một cách tàn nhẫn. Thậm chí, ông còn đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà một cách hết sức tệ bạc, xem họ như loài thú vật không hơn không kém. Trong nhà có một bà lão bộc, làm công việc nhà quần quật suốt ngày, không có một lúc hở tay. Nhưng không phải chỉ vậy mà thôi đâu. Mỗi khi có sơ sót hay lỡ tay làm hư hỏng việc gì, thì ông chủ miệng chửi, tay đánh không mảy may thương xót. Áo quần không đủ để che kín tấm thân gầy, cháo cơm không đủ làm no, dạ dày lép xẹp, lại còn tuổi già sức yếu mà phải chịu bao nỗi nhọc nhằn vất vả. Vì sức chịu đựng của con người có hạn nên bà thường bị đau yếu luôn. Có lẽ vì đau khổ quá, cực nhọc quá, nên nhiều khi bỗng không bà rơi nước mắt, rồi bà khóc thực sự, khóc cho thân thế bị dày vò, khóc cho tình đời đen bạc, trọng phú, khinh bần. Có một hôm nọ, nhân lúc mang bình ra mé sông múc nước, được ít phút rảnh rang khỏi cặp mắt gầm gừ của ông chủ, bà yên tâm tạm ngồi nghỉ chân dưới cội cây bàng. Trong đầu óc bà lúc ấy thoáng hiện ra những sự hành hạ, đập đánh, chửi rủa, tàn nhẫn vô lương tâm của ông chủ. Trong một phút suy gẫm về giá trị đời sống, bà bỗng rùng mình. Tội nghiệp bấy giờ, bà chán sự sống lắm. Một ý nghĩ đen tối thoáng hiện trong óc bà muốn quyên sinh. Bà nghĩ bà phải chết đi, chết để giải quyết tất cả mọi nỗi đau khổ loài người đen bạc đã cố ý đày đọa bà. Bà nghĩ những nỗi nọ niềm kia, nghĩ đủ thứ, nước mắt hai bên khóe tự nhiên ràn rụa tràn ra, lăn dài xuống hai má hốc.
bà để mặc cho hai dòng lệ tự do tuôn chảy không buồn chậm lau. Bà vẫn cố muốn khóc cho thật nhiều, khóc cho hết nước mắt, để rồi bà chết, phải rủ hết nợ đời, chớ sống mà thân xác cũng như linh hồn bị dày vò, đầy ải quá mức thì thà chết đi còn hơn. Bà khóc mùi mẫn cho đến đổi tôn giả Ca Chiên Viên đi đến tận bên, bà cũng không hề hay biết. Mãi đến lúc tôn giả cất tiếng hỏi, bà mới giật mình. Sao thế? Sao bà khóc lóc quá như thế? Ai ăn hiếp bà? Ai hành hạ đánh đập bà? Bà lão vẫn còn nghẹn ngào, không nói được ra lời để đáp lại những câu hỏi của tôn giả. Bà chỉ dương đôi mắt mờ lệ nhìn ngài. Tội nghiệp quá, xem bà nghèo khổ gian truân quá, nhưng tình cảnh nhà bà ra sao? Tại sao bà lại ngồi đây một mình mà khóc? Bà cho tôi biết đi, bà nói hết nỗi khổ của bà cho tôi nghe đi, mai ra tôi có phương trước gì để giúp ích phần nào cho bà. Bạch ngài, ngài xem tôi từng này tuổi mà vẫn phải làm tôi mọi cho người ta. Công việc làm việc vất vả suốt ngày thâu đêm, lại còn bị chủ nhà ác nghiệt, bó buộc, đánh đập, hành hạ khổ sở. Thân thể già yếu, nay đau mai mạnh, thế nhưng hằng ngày cơm chẳng đủ no, áo không đủ ấm, thì làm sao mà sống cho nổi. Bà vừa nói, vừa khóc, trông thảm thiết lắm. Tội nghiệp, bà nghèo từng tuổi này mà còn phải làm tôi tớ cho người để bị nhiều điều cơ cực đau đớn. Sao bà không bắn quách cái nghèo đi để đeo nó theo làm gì cho thêm khổ sở? Trời ơi, sao ngài bảo lạ thế, ai thèm mua nghèo mà hòng bán. Bà ạ, tôi nói thật đấy, nghèo có thể bán được như thường. Tôi thấy bà khổ sở, tôi khuyên bà bán ngay nó đi. Tôi thương bà, tôi bảo thật đấy, tôi nói gạt bà có ích lợi gì cho tôi đâu. Nghe giọng nói quả quyết và trong gương mặt hiền từ, thành thật của tôn giả, bà hết sức ngạc nhiên nhìn tôn giả trân trân, hồi lâu mới thốt được nên lời. Nếu ngài có phương kế gì bán được cái nghèo, mong ngài thương xót chỉ cho tôi xin ngậm vành kết cỏ, cảm đội ơn đức suốt đời, không lúc nào quên được. Được. Tôi xin hứa chắc với bà là nếu bà thật tình muốn bán thì tôi bảo thế này, bà phải làm đúng y như vậy mới có kết quả tốt đẹp được. Bây giờ bà hãy xuống sông tắm cho thật sạch sẽ, thân thể bẩn thỉu quá có thể sinh ra nhiều bệnh tật, lại ai cũng chán mà chẳng dám đến gần. Bà già vâng lời tôn giả xuống sông tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, bà liền đến bên bạch rằng, bây giờ ngài dạy tôi cách nào để bán. Bây giờ bà phải bố thí, vì Phật đã dạy, pháp bố thí là để cho người vượt khỏi lòng tham lam, mà tham lam là cái nhân bần cùng khổ sở. Tôi đã dùng huệ nhãn quan sát thấy bà nhiều kiếp trước, tính tình tham lam keo kiệt, nên kiếp này bà phải chịu quả báo cơ cực nghèo cùng. Vì vậy, muốn hết nghèo cùng, bà phải dứt lòng tham lam. Còn phải thực hành phương pháp bố thí, nhân nào thì quả nấy chắc chắn không sai. Đất ơi, ngài bảo tôi bố thí để dứt lòng tham, nhưng tôi có tham hồi nào đâu. Tại tôi nghèo cùng, đến nỗi dơ xương, lòi da như thế này, tôi phải đào đâu ra của để mà bố thí. Thưa ngài, ngài bảo cách nào, dù thiên lao vạn khổ gì, già này cũng có thể cố gắng làm được, chứ điều này thì xin chịu. Tôi không biết cách nào để làm cho được vừa lòng ngài. Đây, hiện giờ trong tay chỉ có cái bình này của chủ thôi. Tôi mang đi để múc nước về. Nếu có thể bố thí được thì tôi xin bố thí ngay. Bất quá, về nhà chủ đánh chút thôi, không đến nỗi gì, quen rồi chả sợ. Miễn giờ đây có thể làm đủ theo ý muốn của ngài là tôi vui lắm rồi. Ấy chết! Của chủ, bà đem cho đi, về nhà mất bình, chủ bà đánh chửi chịu sao nổi. Không sao thương ngài, già đã chịu đựng quen rồi, không đến nỗi gì, mà già cũng nghĩ liều mạng bất quá chết là cùng. Cũng được, miễn có lòng thành kính là được, không luận ít nhiều. Bà hãy đem bình tìm chỗ nước thật trong và thật sạch, múc đầy bình đem về đây cho tôi. Tôn giả Ca Chiên Viên tiếp nhận bình nước sạch, tự tay bà lão múc đem về dâng. Ngài chú nguyện cho bà, lại dạy bà lão nên ăn chay, niệm Phật, làm các công đức. Đoạn ngài hỏi,
bà có chỗ ở nào thật sạch sẽ không? Tội nghiệp quá, nhưng bà về nên cố gắng giữ lòng, lo trọn bổn phận, không nên hiềm hận điều gì cả. Tối đến, đợi khi trong nhà ngủ hết, bà hãy lén mở cửa lên nhà trên, vào trong ngồi xếp bằng ngay ngắn niệm Phật, tâm đừng nghĩ gì khác, chỉ nên nhất tâm tưởng Phật mà thôi. Bà nên nhớ thế. Bọn đầy tớ nhà ông trưởng giả rạng ngày mở cửa, cả sợ tri hô lên. Ông trưởng giả hốt hoảng, ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa quát. Mẹ tớ này, sao hôm nay trốn được lên đây ngồi chết? Từ trước tới giờ không bao giờ mụ được lên đây cả. Thế sao hôm nay? Bây đâu? Hãy đến gần chờ xem bà ta chết đã lâu chưa? Nếu thiệt chết, bay cột chân kéo xác bỏ vào rừng, cho quả kền ăn quách đi là xong chuyện. Mau lên, không tao đập chết cả lũ bay nữa bây giờ. Mau lên, mau lên. Bọn đầy tớ lúi húi tìm dây cột chân, làm theo lời ông chủ. Nhưng ra khỏi ngõ, chúng lại lôi tấm bố đã giấu được đem ra đắp điểm cho bà. Xong rồi, chúng ráp nhau khiêng xác đem bỏ vào trong rừng lạnh. Có ai ngờ đâu, lúc bấy giờ, bà lão tuy tồi tàn thế, nhưng thần thức của bà đã được sanh lên cõi trời Đao Lợi do nhờ sự chú nguyện của tôn giả Ca Chiên Viên và sự cố gắng niệm Phật của bà. Bấy giờ, ở trên cõi Đao Lợi, có một vị thiên tử vì hết phước báo nên phải hoàn sanh nhân gian. Bà lão nhờ sức trì giới, niệm Phật và công đức bố thí mà được thế vào địa vị ấy. Nhưng vì ham vui chơi theo khoái lạc của thiên báo mà quên nguyên do gì mình được sanh làm thiên tử. Song vị thiên tử này, tức bà lão bộc, trước đã gây phước lành, kết duyên Phật Pháp nên cảm đến lòng từ của tôn giả Xá Lợi Phất, ngài bèn đến lân la dò hỏi để kích thích đạo tâm sẵn có của vị thiên tử. Phàm việc gì có ra đều có nguyên nhân cả, hẳn ngài định biết mình từ đâu đến và do nhân duyên gì mà được cảm quả báo làm thiên tử như hôm nay chứ. Vị thiên tử cùng các quyến thuộc còn đang ngơ ngác chưa hiểu ra làm sao cả, thì ngài Xá Lợi Phất liền truyền đạo nhãn cho vị thiên tử xem. Như chim bao chợt tỉnh, vị thiên tử rối rít tỏ lời cảm tạ ơn ngài Xá Lợi Phất đã khai thị cho, đồng thời họp cả 500 quyến thuộc lễ ngài, rồi cùng nhau mang hương hoa sang ngày hàng lâm sông hương rải hoa cúng dường tử thi. Ánh sáng của chư thiên chiếu khắp cả khu rừng có tử thi của bà lão bộc, làm cho mọi người hết sức kinh dị. Nhà ông trưởng giả cũng hay, cũng kéo nhau đến xem. Lấy làm lạ, có người đến gần hỏi: đây là người tớ già của nhà chúng tôi vừa chết, thân thể đã sình trương nhơ nhớp. Khi bà còn sống, người ta còn ghê tởm, ít dám đến gần thay. Phương chi, này bà đã chết rồi, có gì quý lạ mà quý vị đến đây rải hoa cúng dường? Nghe hỏi, vị thiên tử bèn ứng tiếp, đáp lời thuật rõ ngọn ngành, vì nhân duyên gì mình được bỏ thân tôi tớ, sanh làm trời hưởng phước báo vô lượng. Đoạn vị thiên tử xây mặt về phía Tịnh Xá, tự nghĩ đến tôn giả Ca Chiên Viên. Rồi vị chư thiên quyến thuộc của mình và một số người trần có mặt hôm đó giảng pháp màu đã lãnh thọ được cho nghe, nào là luận về pháp bố thí, giữ giới, niệm Phật, lìa dục. Nghe xong, 500 vị trời ấy tâm được xa lìa trần cấu, chứng nhãn thanh tịnh, đồng bay về thiên cung. Bấy giờ, những người trần có mặt tại đó thảy đều tỉnh ngộ, ông trưởng giả bấy giờ mới sáng mắt và mới nhận được cái giá trị của con người không phải ở vật chất mà chính là ở tinh thần vậy. Thế là bà lão đã bán được cái nghèo với một cái giá cao hết sức tưởng tượng, làm thân trời. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Mười bảy, Thiền Sư Linh Nguyên Dạy. Thiền Sư Linh Nguyên Dạy: cối xây đá mài, ta chẳng thấy chỗ tổn giảm của nó, mà còn có lúc bị mòn hết. Trồng cây vuông tưới, ta chẳng thấy chỗ hữu ích của nó, mà có lúc thấy nó lớn lên. Tích đức làm mãi, chẳng biết đó là thiện, nhưng có lúc đắc dụng.
bỏ nghĩa trái đạo, chẳng biết đó là ác, nhưng có lúc phải mất. Người học nếu nương theo cái kế thành thục kết quả mà bình chí noi theo, thì có thể thành tựu được đại khí, lừng lẫy được tiếng thơm. Đó là con đường bất di bất dịch của xưa nay. Thiền sư Linh Nguyên bảo tiên sinh Y Xuyên rằng: họa hay sanh phúc, phúc hay sanh họa. Họa hay sanh phúc là do gặp lúc hoàn cảnh tai ách, nhưng tâm luôn tha thiết nhớ cảnh an vui, khắc sâu ý mong cầu đạo lý, liền hay chỉ biết run sợ kính cẩn. Do thế nên phúc mới sanh. Phúc sanh ra họa là do lúc sống trong cảnh an nhàn, nhưng vì tâm phóng túng xa hoa, ham muốn sằng bậy, bệnh lười biếng ngày càng tăng, dẫn đến sanh tật khinh lờn lừa gạt. Do vậy nên họa mới sanh. Thánh nhân nói: nếu gặp nhiều gian nan thì chí người đó thành, nếu không có gian nan thì thân người đó mất. Được tức là đầu mối của mất, mất tức là nguyên lý của được. Thế nên phải biết, có phúc thời không nên kiêu hãnh, đã được thời không nên mong cầu hoài. Lúc đang ở yên trong phúc thì phải lo nghĩ đến khi tai họa, thời cái phúc đó mới giữ được bền lâu. Lúc được mà lo đến khi mất, thời cái được đó sẽ vững bền. Cho nên người quân tử khi yên chẳng quên lúc nguy, lúc trị chẳng quên khi loạn là vậy. 18. Hòa thượng Thanh Từ dạy: cúng dường Tam Bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì Tam Bảo thường còn và lợi ích chúng sanh, phước đức sẽ theo tâm lượng rộng rãi thênh thang này. Người Phật tử chân thật thì bao giờ hay bất cứ việc gì cũng vì lợi ích chúng sanh, đừng khi nào để lệch lạc mục tiêu tối thượng ấy. Chư Phật ra đời cũng vì chúng sanh, truyền bá chánh pháp cũng vì chúng sanh, chúng ta đền ơn chư Phật cũng vì cứu độ chúng sanh. Đó là tâm niệm rộng lớn cao cả của người tu theo đạo Phật. Vì chúng sanh mà cúng dường Tam Bảo, quả thật người Phật tử sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp. Hành động đúng chánh pháp thì công đức lượng đồng với chánh pháp, nghĩa là kiếp kiếp đời đời không mất. Nếu dạy Phật tử làm phước tạo công đức, tăng ni nên dạy đúng tinh thần này. 19. Bài ca chẳng biết đủ. Lăng xăng mãi cả ngày chỉ bởi ăn no rồi nghĩ tới áo cơm. Trong phòng thiếu bóng mỹ nhân, cưới xong vợ đẹp đòi gần thiếp xinh. Ngựa với kiệu nhà mình chưa có, ráng sắm cho đầy đủ vừa lòng. Ruộng vườn còn nhỏ thì mong, muốn mua ruộng tốt ngàn muôn mẫu xào. Không quan chức ước ao quan chức, để người đừng thách thức coi thường. Bí thư thứ trưởng hạng soàn, bộ trưởng phó thủ còn đang so bì. Phải nhất phẩm đương vì thủ tướng, hai nhiệm kỳ tổng thống mới cam. Lại thêm thỏa mãn lòng tham, mong mình sống mãi muôn năm không già. Những thứ ấy do ta vọng tưởng, khi khởi lên chẳng gượng tạm dừng. Cổ quan tài đến bỗng dưng, vùi chôn mối hận khốn cùng trong ta. Thơ cổ nhân, Thông Quản phỏng dịch. 20. Năm việc làm có nhiều công đức. Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh. Lại có năm loại quả thù thắng đạt được do cúng dường cho cha mẹ, người bệnh, pháp sư, Bồ Tát. Vì cha mẹ có ân đức sinh thành nuôi dưỡng thân mạng ta, cho nên cúng dường cha mẹ được quả báo thù thắng. Người bệnh nằm một mình rất đáng thương,
Do đó nên khởi lòng từ bi, cúng dường cho người bệnh thì được phước báo thù thắng. Người thuyết pháp có khả năng sinh ra pháp thân, tăng trưởng pháp thân cho ta, giúp ta phân biệt được thiện ác, đúng sai, chân chính hay điên đảo. Cho nên, cúng dường cho người thuyết pháp thì được phước báo thù thắng. Bồ Tát có năng lực thâu nhiếp, giữ gìn làm lợi ích cho chúng sinh, thường khởi tâm từ bi giữ gìn tam bảo không đoạn tuyệt nhân. Do đó, nên cúng dường cho Bồ Tát thì được phước báo thù thắng. Bồ Tát vì phát tâm dũng mãnh, sức bi nguyện độ sinh rất lớn, nên không giống với những phước báo khác có tâm nhỏ hẹp. Cổ nhân nói, tâm tốt mạng lại tốt, phát đạt sớm giàu to, tâm tốt mạng không tốt, cả đời cũng ấm no. Mạng tốt tâm không tốt, đường trước nhiều hố gò, tâm mạng đều không tốt, cả đời thường sầu lo. 21. Công đức tùy thuộc vào tâm chí thành. Tại ngôi làng Mahagama của nước Sri Lanka, Tích Lan, có một người đàn ông nghèo khổ tên Tissa. Sinh sống bằng nghề kiếm củi, nên người ta gọi là Tissa. Tissa, người có tài sản là củi. Một lần nọ, ông bàn luận với vợ rằng, tuy Đức Phật có dạy lợi ích về sự bố thí thường kỳ, nhưng chúng ta không thể thực hiện được vì cuộc sống chúng ta quá thiếu thốn và thấp kém. Chúng ta chỉ có khả năng cúng dường vật thực mỗi tháng 2 lần với vật thực mà mình có được. Khi có khả năng hơn, chúng ta sẽ cúng dường vật thực tốt bằng phiếu thực để phân biệt sự cúng dường vật thực bình thường. Thời ấy, chư tỳ kheo ở Tích Lan được cúng dường vật thực thượng vị rất dồi dào. Một số tỳ kheo trẻ cùng Sa Di khi nhận vật thực của vợ chồng Tissa đã quăng bỏ trước mặt hai người thí chủ ấy. Người vợ bảo chồng rằng, các vị Sa Môn đã quăng bỏ vật thực cúng dường của chúng ta rồi. Tuy nhiên, bà không có ý buồn phiền về việc quăng bỏ ấy. Bà nghĩ rằng, các vị Sa Môn quăng bỏ vật thực này xét ra cũng đúng, vì những loại vật thực mà chúng ta có được là loại vật thực đáng quăng bỏ đối với mọi người. Thấy thế, Tissa nói với vợ, chúng ta quá nghèo, không thể dâng vật thực làm hoan hỷ đến các ngài. Người vợ an ủi chồng rằng, nhưng những người có con thì không thể nghèo, chúng ta hãy bán con gái làm nô tỳ cho người để lấy tiền. Ông Tissa nghe theo lời vợ, bán con gái cho một nhà khá giả, được 12 đồng tiền vàng, và với số tiền có được, ông mua con bò sữa về nuôi. Với tâm thành của hai vợ chồng, con bò cái cho rất nhiều sữa. Vào buổi chiều, họ lấy sữa bò nấu thành sữa đặc và bơ. Vào buổi sáng, họ lấy sữa nấu thành món cháo sữa, rồi cúng dường đến chư tăng, cùng với sữa đặc và bơ ban chiều. Loại thực vật này đã làm hoan hỷ đến chư tăng. Và người ta nói rằng, kể từ đó trở đi, phiếu thực vật của ông Tissa chỉ dành cho thánh chứng đạt cao. Các vị có thắng trí bố trí các bậc thánh đến thọ thực tại tư gia của Tissa. Thế rồi, một hôm gia chủ Tissa nói với vợ, nhờ con gái, chúng ta đã làm hoan hỷ các bậc thánh. Con gái chúng ta đã nhận lãnh tuổi nhục này thay chúng ta. Bà đừng quên việc cúng dường vật thực đến chư tăng. Tôi sẽ đi tìm việc làm để chuộc con gái chúng ta về. Ông ra đi tìm việc và được làm trong nhà máy đường. Sau 6 tháng nỗ lực làm việc, ông dành dụm được 12 đồng tiền vàng. Ông mang 12 đồng tiền vàng trở về làng để chuộc con gái. Vào sáng sớm, ông Tissa lên đường về quê. Trên đường về, ông gặp trưởng lão Tissa cũng đang đến làng Mahagama để hành lễ trong một tự viện. Trưởng lão Tissa là một bậc thực hành hạnh đậu đà đang đi khất thực. Gia chủ Tissa theo sau lưng ngài, hỏi pháp từ nơi ngài. Khi đến đầu làng, đã đến giờ thọ thực,
Gia chủ trông thấy một người đàn ông mang một mo cơm theo để ăn. Ông đề nghị ông ấy bán mo cơm cho ông với giá 1 đồng tiền vàng. Người kia suy nghĩ, mo cơm này chỉ đáng giá 1/10 số tiền trên, hẳn là có gì đặc biệt đây, nên người này mới trả giá cao như thế. Và ông từ chối không bán mo cơm ấy, gia chủ tiết xa tăng dần giá mo cơm lên đến 12 đồng tiền vàng, nhưng người kia vẫn không bán vì nghĩ, người kia hẳn có rất nhiều tiền. Cuối cùng, tiết xa nói rằng, này ông, tôi mua mo cơm này không phải dành cho tôi. Tôi mua để dâng đến vị trưởng lão đang ngồi dưới gốc cây. Tôi chỉ có 12 đồng vàng. Nếu có hơn, tôi sẽ cho ông tất cả. Hãy bán mo cơm này cho tôi với tất cả số tiền tôi có trong tay đi. Và người kia sau khi xem xét kỹ, đã đồng ý bán mo cơm với 12 đồng tiền vàng. Gia chủ Thích Sa mang mo cơm đến cúng dường vào bát vị trưởng lão. Khi được nửa mo cơm, vị trưởng lão ngăn lại. Gia chủ Thích Sa bạch rằng, bạch ngài, phần cơm này chỉ đủ cho một người dùng. Mong ngài từ bi tế độ con, xin ngài nhận lãnh trọn vẹn phần cơm này. Vị trưởng lão thọ nhận trọn vẹn mo cơm. Sau đó hai người tiếp tục lên đường đi vào làng. Trên đường đi, vị trưởng lão hỏi thăm gia cảnh của Thích Sa. Gia chủ thật thà tường thuật lại gia cảnh của mình. Nghe giá trị mo cơm bằng 6 tháng trời làm việc của gia chủ, tâm vị trưởng lão xúc cảm. Ôi, người này đã thực hiện một thí sự khó làm. Ông đã cúng dường đến ta với niềm tin thanh tịnh trong một hoàn cảnh khó khăn như thế. Ta thọ vật thực ấy, xem như nợ ông ấy rất lớn. Ta phải tinh tấn chứng đạt quả vị A-la-hán để tỏ lòng tri ân ông. Ta sẽ tìm nơi thích hợp để hành đạo. Cho dù da, thịt, máu, vân vân của ta có khô cạn, ta sẽ không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi chứng đạt quả vị A-la-hán. Khi vào trong làng, mỗi người đi hướng riêng của mình. Khi đến tịnh xá Mahavihara, trưởng lão Thích Sa được bố trí ngủ trong một căn phòng yên tịnh. Chính tại nơi này, ngài phát nguyện, ta sẽ không rời khỏi tư thế ngồi cho đến khi nào chứng đạt quả vị A-la-hán. Trưởng lão tinh cần hành pháp suốt 7 ngày, cả đến việc đình chỉ dùng vật thực. Vào sáng thứ 7, ngài chứng đắc A-la-hán với tuệ phân tích. Quán xét thọ mạng, ngài thấy sự chết đã gần kề. Sau khi sắp xếp ngăn nắp mọi thứ trong chỗ ngủ, ngài cầm lấy y bát đi đến giảng đường trung tâm của tịnh xá, đánh chuông triệu tập tăng chúng. Khi tăng chúng tề tụ đông đủ, vị đại trưởng lão tịnh xá hỏi, hiền giả nào đã triệu tập tăng chúng? Bạch ngài, chính là tôi. Trưởng lão Thích Sa đáp lời, vì sao hiền giả lại triệu tập tăng chúng? Bạch ngài, 7 ngày qua tôi đã tinh cần hành pháp và chứng quả A-la-hán. Trong chư tăng có ai hoài nghi về quả vị này, xin hãy hỏi về giáo pháp. Này hiền giả, không ai nghi ngờ về quả vị A-la-hán mà hiền giả đã chứng đạt được. Nhưng do duyên gì, nhân gì mà hiền giả nỗ lực tinh cần như thế? Trưởng lão thuật lại mọi chuyện khi gặp gia chủ Thích Sa, rồi bạch rằng, kính bạch chư tăng, giờ viên tịch của tôi đến rồi, cổ quan tài của tôi sẽ bất động cho đến khi nào được gia chủ Thích Sa đưa tay nhấc lên, khi ấy mới đến được vàng hỏa. Và trưởng lão viên tịch sau đó, vị vua sải tương đương hòa thượng pháp chủ, lúc bấy giờ là đại trưởng lão Kakavana Thích Sa, đi đến tự viện cho những người mai táng của hoàng gia đặt thi hài vị trưởng lão Thích Sa vào quan tài cho mang đến đài hỏa táng. Kỳ lạ thay, cổ áo quan tài không thể nhấc lên được dù đã dùng nhiều phương cách. Khi hiểu được nguyên nhân, đức vua cho mời gia chủ Thích Sa đến, truyền cho gia chủ nhấc cổ quan tài. Gia chủ Thích Sa dùng đầu đội cổ quan tài, đưa hai tay nhấc bổng cổ quan tài
đặt trên đầu mình như người ta dùng hai tay nâng chiếc hộp giấy rỗng. Sau đó, cổ quan tài mới được đưa lên đài hỏa táng. 22. Vua A Dục Tu Phước thắng Long Vương. Xưa kia, có một vị vua tên là A Dục, thống lãnh các nước, không nước nào mà chẳng phục tùng. Đại vương thì thông minh trí tuệ vô lượng. Một hôm, ông cho mời các cận thần đến và hỏi: trong thiên hạ có ai chẳng thuộc về ta chăng? Các cận thần đáp: tất cả thiên hạ đều thuộc về đại vương, không có người nào mà chẳng phục tùng. Trong đó, có một cận thần có trí tuệ đáp: trong cõi nước của đại vương có một chỗ chẳng thuộc quyền cai quản của đại vương, đó là Long Vương ở trong biển. Chẳng thuộc quyền cai quản của đại vương, vì Long Vương từ buổi đầu chẳng cho người đến chúc mừng, cũng không cống hiến báu vật, do đó biết rằng chẳng thuộc về đại vương. Vua bèn thử nghiệm việc ấy, liền cho nghìn xe vạn ngựa đánh chuông trống, dựng cờ trước sau, cùng đi đến bờ biển. Long Vương im bặt chẳng xuất hiện. Vua liền gọi: ông ở trong lãnh thổ của ta, tại sao chẳng xuất hiện? Long Vương cũng im lặng không đối đáp. Vua bèn hỏi vị cận thần trí tuệ đó: làm sao khiến cho Long Vương xuất hiện? Vị cận thần có trí tuệ đáp: có thể khiến cho Long Vương xuất hiện, nhưng vì Long Vương phước đức quá lớn, do đó chẳng chịu phục tùng. Đại vương nếu chẳng tin lời của hạ thần, thì hãy cho cân hai lượng vàng bằng nhau để đúc hai tượng. Một là tượng đại vương, hai là tượng Long Vương. Sau đó, đem lên bàn cân thử, sẽ thấy tượng Long Vương nặng hơn tượng đại vương. Do đó biết phước đức của Long Vương nhiều, phước đức của đại vương ít. Tâm vua hiểu rõ ý của đại thần trí tuệ, nên khởi tâm hoan hỷ vô lượng. Ngài liền ra lệnh cho mọi người trong thiên hạ phải hầu hạ nuôi dưỡng người già cô đơn, giúp người nghèo cùng, cứu người đói thiếu. Các nơi đều phát động phong trào xây dựng thiền viện, chùa, am, thất thờ Phật và tôn trí xá lợi Phật để nhiều người cúng dường. 3 năm sau, mọi người lại lấy tượng vua và tượng Long Vương đem cân thử. Tượng Long Vương quả nhiên nhẹ hơn tượng vua. Vị cận thần có trí tuệ bèn nói với vua: có thể hàng phục Long Vương được rồi. Vua bèn lập bày xe ngựa, cờ phướng, chuông trống trầm rộ trước sau, đi đến bên bờ biển. Long Vương bèn hóa làm một bà la môn niên thiếu, đến trước vua quỳ gối thăm hỏi vấn an, cống hiến các bảo vật, ngọc báo quý lạ trong biển và tự xưng là tôi thần. Binh sĩ và nhân dân thấy thế đều hoan hỷ. Ngoài ra, các chi tiết khác ở văn kinh có nói rõ. Chuyện này nhằm chỉ dạy người đời sau: thiên hạ muốn có nhiều thế lực, không gì hơn tu tạo phước đức. Người giữ gìn kinh pháp như mẹ bảo vệ con, sao không đáng để suy ngẫm. 23. Nhân duyên nửa trái lê. Vua A Dục đối với Phật pháp đã được tín tâm kiên cố. Một hôm ông hỏi tôn giả Ưu Ba Cúc Đa: khi Phật còn tại thế, thưa tôn giả, ai là người bố thí nhiều nhất? Có trưởng giả tên Tu Đạt Đa, tức Cấp Cô Độc, là người bố thí nhiều nhất, thưa bệ hạ. Ông ấy dùng bao nhiêu để bố thí, thưa tôn giả? 100 ức lượng vàng. Trưởng giả kia còn có thể bố thí châu báu nhiều như thế, huống chi nay con làm vua cõi Diêm Phù Đề mà sao không thể làm được? Bây giờ vua liền dùng thân mình và Câu Na La, quần thần, quả đất đem bố thí hết, rồi xây dựng 8.000 bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và tháp Thanh Văn, tưới nước cho cây Bồ Đề. Tính tổng cộng thì chi phí đã được 96 ức lượng vàng. Sau đó, vua A Dục bị bệnh nặng, biết mình không qua khỏi nên khóc than buồn tủi trong lòng không vui. Khi xưa, tiền thân vua A Dục
cúng dường đất, thì đại thần La Đề Cúc Đề là chú bé đứng bên cạnh, chắp tay tùy hỷ. Ngày nay được làm đại thần lớn nhất triều đình, thân cận phụ tá cho vua. Thấy vua không vui, La Đề Cúc Đề liền chắp tay hỏi: Đại vương, uy đức của ngài như mặt trời giữa trưa, tất cả người dân không ai dám nhìn thẳng vào mặt bệ hạ, chỉ có 8 vạn 4 ngàn cung nữ mới được nhìn mặt. Nay bệ hạ bị bệnh nặng như mặt trời sắp lặn, ba cõi dời đổi, có sinh ắt có diệt, phải quán xét lý vô thường, tại sao đại vương không vui? Vua đáp: Nay ta chẳng do mất ngôi vua mà sinh lòng buồn khổ sầu não, cũng chẳng do xả thân mạng mà sinh buồn khổ, lại chẳng do xa lìa các cung nữ kho tàng mà sinh lòng buồn khổ, mà chính vì phải xa lìa chúng hiền thánh nên ta mới sinh sầu khổ. Xưa ta vốn ước nguyện được bố thí đủ 100 ức lượng vàng, nay ta mới bố thí được 96 ức lượng vàng, vì còn thiếu 4 ức nữa nên ta mới sinh tâm như thế. La Đề Cúc Đề thưa: Muôn tâu bệ hạ, kho tàng còn rất nhiều, bệ hạ có thể sai người đem ra bố thí cho được đầy đủ. Bây giờ vua bèn dùng vàng bạc châu báu cúng dường chùa Kê Đầu Ma. Vua lập con của Câu Na La tên là Nhị Ma Lưu lên làm thái tử. Có cận thần Tà Kiến nói với thái tử: Vua A Dục sắp băng hà, đang phân tán các kho tàng đem đi bố thí sắp hết. Thái tử sẽ lên làm vua, mà phàm làm vua thì dùng kho tàng châu báu để tùy sức chi tiêu. Này thái tử nên ngăn cản lại, chớ cho phung phí hết. Bây giờ, Nhị Ma Lưu hợp các vị đại thần lại mà nói: Vì vua cha đang bệnh nặng, nên tất cả sở hữu của triều đình ta cấm tuyệt không được lấy ra khỏi kho, chỉ cho 1 mâm vàng và 1 mâm bạc để dâng thức ăn đến cho phụ vương ta thôi. Được mâm này rồi, vua A Dục lại sai người mang đi cúng dường chùa Kê Đầu Ma. Sau đó, nhà vua chỉ được dâng thức ăn bằng mâm làm bằng đất nung, các vật khác cũng bằng đất nung cả. Cho đến lần cuối cùng thì chỉ có nửa trái lê. Được nửa trái lê rồi, vua liền tập hợp các vị đại thần lại mà hỏi: Cõi Diêm Phù Đề này, ai là chủ? Các đại thần đáp: Chính là ngài vậy. Các khanh nói sai rồi, ta không phải là chủ. Vì cớ sao? Vì ta chỉ được tự do sử dụng nửa trái lê này mà thôi. Tha ngôi, người ta giàu sang mà sao quá bần tiện. Ta làm vua đến lúc sắp lâm chung thì trở thành quá nghèo cùng. Tài sản chỉ có nửa trái lê mà thôi. Cũng như dòng suối lớn, nước chảy mạnh, gặp núi cản lại thì phải dừng. Liền nói kệ rằng: Lời Phật là chân thật, nói ra đều chân lý. Dạy tất cả ái ân đều có biệt ly khổ. Xưa ta ra chiếu lệnh, không ai dám chống trái. Ngày nay như dòng suối, chạm núi thì dừng lại. Nay ta ra mệnh lệnh, không làm cũng như thế. Xưa ta nơi quả đất, vì tất cả chở che, dương hầu có kiêu mạn, ta đều hay chế phục. Người nghèo khổ cô đơn, ta đều cứu giúp họ. Xưa vì người che chở, ngày nay thế lực hết, giống như xe mục nát, đến lúc không giá trị, như cây A Thứ già, gốc khô cành cũng mục. Hoa quả và cành lá, tất cả đều không còn. Nay ta không giá trị, vụ trên cũng như thế. Vua nói kệ này rồi, liền gọi đại thần bên cạnh, trao cho trái lê và ra lệnh: Ông hãy cầm trái lê này đi đến chùa Kê Đầu Ma cúng dường chúng tăng, và bạch thượng tọa rằng: Đây là phẩm vật cúng dường cuối cùng của vua A Dục. Vua A Dục chỉ được toàn quyền sử dụng nửa trái lê này mà thôi, tất cả tài sản đều đã mất hết. Kính mong chúng tăng khởi tâm thương xót mà thọ nhận vật thí sau cùng của kẻ nghèo khổ này, để kẻ nghèo khổ này được phước. Thượng tọa Gia Xá bèn dạy chúng tăng: Các thầy đều đã thấy vua A Dục hưởng phước an vui.
đối với tất cả tài sản trong thiên hạ đều được chi tiêu tự do, mà ngày nay bị các quần thần khống chế, ngăn cấm không cho vua sử dụng tài sản của mình một cách tự do, mà vua chỉ được tùy ý dùng nửa trái lê này mà thôi. Do tâm rất thành kính, nên vua mang vật này đến đây để cúng dường chúng tăng. Thượng tọa liền sai vị tri sự mài trái lê nhuyễn ra, bỏ vào trong nồi canh, để cho tất cả chúng tăng đều được dùng. Ngài lại dạy tiếp: do sự việc này, các thầy phải đối với sinh tử thật lòng sinh tâm chán lìa, giàu sang vui sướng không bao lâu cũng tiêu tan, thế lực tự tại chẳng lâu bị mất hết. Tha ngôi, sinh tử rất đáng chán ngán, đó là bài học cho các ông vua đời sau biết rõ. Giàu sang tự tại không ai bằng vua A Dục, mà còn bị các quần thần cấm ngăn. Cho nên, kịp lúc thế lực chưa suy tàn, phải hết lòng tạo các công đức. Sắp lâm chung, vua A Dục bảo La Đề Cúc Đề: ngày nay trong cõi Diêm Phù Đề, ai là người được tự tại? La Đề Cúc Đề đáp: tâu bệ hạ, chỉ có Thế Tôn mới được tự tại. Vua nghe lời này, liền đứng dậy chắp tay xoay mình về bốn phía mà nói lời này: chỉ trừ kho tàng ra, nay con dùng bốn biển và tất cả quả đất cúng dường hết cho Tam Bảo. Các công đức tạo được từ trước đến nay, con không mong cầu hưởng cái vui trời người, ngôi vị tôn quý đế thích, phạm thiên, chuyển luân thánh dương, mà chỉ mong cầu đời vị lai, con sinh ra nơi đâu, tâm cũng được tự tại, mau chứng quả thánh. Rồi liền viết chiếu thư, dùng răng ấn vào và trao cho đại thần La Đề Cốt Đề. Bây giờ, vua dứt hơi thở sau cùng, bèn mạng chung. Các quần thần cử hành tang lễ theo phép mai táng vua chuyển luân, dùng các thứ trang nghiêm để cúng dường và lập Nhị Ma Lưu lên làm vua. La Đề Cúc Đề mời các quần thần đến và nói: vua A Dục dùng tất cả tài sản trên quả đất để bố thí cho chúng tăng, vì cớ sao? Vì bệ hạ muốn học theo gương trưởng giả Tu Đạt bố thí đủ 100 ức lượng vàng. Khi còn sống, bệ hạ chỉ bố thí được 96 ức lượng vàng. Nếu dùng 4 ức để mua cõi Diêm Phù Đề, thì bệ hạ sẽ được mãn nguyện. Các quần thần cùng bàn luận với nhau và chấp nhận dùng 4 ức lượng vàng để mua cõi Diêm Phù Đề. Từ đó về sau, con cháu vua A Dục tiếp tục truyền ngôi cho nhau.